Rồi, chào mọi người. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào một cái buổi đầu tiên. Sắp tới mình sẽ làm nhiều buổi về những cái kiến thức cơ bản. Bởi vì thực sự cái mùa dịch này chúng ta chả có đi đâu, chả có làm gì được cả đâu. Ở nhà ai mà có kiến thức ấy thì còn ở nhà chơi, còn có thể kiếm được kiếm tiền. Mỗi ngày có thể là 20 đô, 50 đô. Ai mà cứng chút thì có thể kiếm được 100, thậm chí 1.000. Đấy, thì sẽ có nhiều cái phương pháp để kiếm tiền. Chúng ta có các bạn vào sau, các bạn tắt cái mic giúp nha. Tại vì đây là buổi zoom chung ấy, cho nên cái âm thanh của nó sẽ zoom ra cho mọi người cùng nghe luôn. Ok. Các anh em nghe được không ạ? Các âm thanh vẫn ok đúng không? Ok, nghe được hết ha. Rồi ok, mình quay lại tiếp. Thế thì sắp tới sẽ có những cái buổi mà về những cái kiến thức nền tảng khá cơ bản thì mình sẽ làm cho public cộng đồng. Tại vì hôm nay có khoảng một số bạn ấy, có một số bạn đang vừa rồi đang đang tham gia vào cái lớp riêng của bên online, và một cái vừa là lớp online vừa là một cái lớp gọi là code riêng cho nhưng mà các bạn đó thì kiến thức ở cái ngành này thì chưa có gọi là còn mới mẻ lắm, cho nên mình buộc mình phải có những cái buổi zoom gọi là cho các anh em hiểu về cái tổng quan trước. Sau khi cái tổng quan rồi thì sắp tới các cái buổi như 246, 357 chúng ta sẽ có hai lớp. Thì lúc đó sẽ những cái bạn mà đang mà vào cái lớp học online ấy, thì chúng ta sẽ vào chúng ta học những cái đi sâu vào bên trong hơn. Còn đây là một là chỉ là những cái buổi mà nó về tổng quan, để ít ra trong những cái buổi hôm nay nếu như ai mà đã cứng rồi thì cái buổi hôm nay thì mình nói luôn là các bạn không cần thiết nghe. Bởi vì cái buổi hôm nay những cái bạn mới hay những bạn cũ luôn, buổi hôm nay chúng ta sẽ không kỳ vọng được là chúng ta tham gia vào và chúng ta có thể là kiếm được tiền. Bởi vì hôm nay mình sẽ không chia sẻ những cái phương pháp kiếm tiền ha. Và cái buổi hôm nay chỉ có một mục đích là cho chúng ta hiểu được cái tổng quan và giúp giúp cho các bạn không mất tiền nữa vào trong thị trường này. Đấy, đây là mục đích chính của cái buổi hôm nay. Đấy, cho nên buổi hôm nay sẽ có rất rất là nhiều cái kiến thức mà nó gọi là hết sức là basic, và không một số bạn đã trong ngành này lâu rồi thì có thể là nghe sẽ nhàm chán. Đấy, và cái phần mềm Zoom này của chúng ta thì nó chỉ giới hạn cho 100 bạn thôi, cho nên ví dụ ai thấy không phù hợp thì có thể là out ra, bởi vì cái clip này mình vẫn sẽ có ghi hình lại và mình sẽ up lên channel cho các bạn. Chỉ có do hôm nay có một số bạn mới vào cái lớp học viên ấy, thì mình phải cho các bạn tham gia vào cái buổi này để ít ra là cập nhật một số kiến thức nó cơ bản trước. Đấy. Thế thì đầu tiên mình sẽ có để tốt cho các bạn học viên cái lớp online thì mình có một cái yêu cầu là các bạn phải tạo một cái tài khoản trên TradingView. Đây là cái trang TradingView. Các bạn phải tạo một tài khoản trên đó. Tại vì sắp tới chúng ta sẽ học một số cái kiến thức rất là quan trọng. Đây, chúng ta vào cái trang tradingview.com nha. Sắp tới chúng ta những cái buổi sau á, một tuần chúng ta sẽ có khoảng 3 buổi, 2 đến 3 buổi chúng ta sẽ học 246, 357, mình sẽ hay là 357 gì đó. Mình sẽ gửi lịch riêng cho các bạn học viên đã đăng ký. Và các cái buổi đó thì chúng ta sẽ có học tổng cộng đâu đó khoảng 10 buổi, 10 buổi. Đấy, và một đến khoảng một buổi đầu. Ngoài cái buổi này chúng ta sẽ có thêm một cái buổi nữa khá quan trọng, học về những cái nhà cái, học về những cái sân sàn, học về những cái trò, để cho chúng ta có được một cái nhìn tổng quan để chúng ta sắp tới chúng ta sẽ biết chúng ta đang đứng ở vị thế nào và chúng ta đang chơi với ai và chúng ta đang bị rủi ro như thế nào. Nếu chúng ta vào lệnh thì chúng ta sẽ mất tiền như thế nào, và chúng ta tối ưu hóa cái nguồn tiền của chúng ta, cái dòng tiền chúng ta, để chúng ta có một cái vị thế khác với những cái người ở ngoài là cứ đâm đầu vào chơi. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn, và có một cái cách mà đi 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 là đi cắt ấy, và nó giảm thiểu thiệt hại rủi ro. Sẽ có cái bài đầu tiên đó nữa dành cho các bạn học viên. Sau đó chúng ta sẽ có 9 buổi còn lại là sẽ học về các cái trường phái về phân tích kỹ thuật. Ví dụ như học về tất cả các cái indicator, có nghĩa là các cái chỉ số mà quan trọng hay dùng, nó nằm trên đây nè. Đấy, ví dụ như EMA nè, Sonic A nè, đúng không ạ? Rồi những cái bộ công cụ của cựu băng cơ, rồi MACD, RSI, volume các kiểu.
đấy, và một buổi sẽ học về các cái trường phái thứ hai là cái trường phái gọi là mô hình hay còn gọi là harmonic. Harmonic đấy, ví dụ như mô hình bướm, mô hình cờ, giao dịch như thế nào. Một buổi thứ ba là chúng ta sẽ học về Fibonacci và Elliott đấy, và buổi đó sẽ đầu tiên chúng ta học 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 về cái trendline, kháng cự hỗ trợ, xong chúng ta sẽ đi sâu đến cái việc Fibonacci và Elliott đấy. Rồi những cái buổi còn lại chúng ta sẽ học về cái cách mà quản trị vốn, cái cách quản trị vốn và cái cách mà để cho những cái bí mật của cái sân sàn, những cái nhà cái để chúng ta không bị mất tiền bởi tụi nó, và chúng ta hiểu chúng ta mất tiền là do đâu, thấy không ạ? Và mỗi lần chúng ta vào lệnh là rủi ro như thế nào đấy, và chúng ta phải nắm những cái đó để chúng ta không bị rồi. Kế đến nữa sẽ có một cái buổi sau khi chúng ta đã học hết những cái đó rồi, chúng ta sẽ học đến cái phần là cái phương pháp giao dịch và cộng với cái quản trị vốn, chúng ta sẽ ra được một cái hệ thống giao dịch an toàn cho chúng ta, và cái hệ thống giao dịch này lúc đó chúng ta mới có thể kiếm được tiền trên thị trường này. Để cho nên cái buổi đầu mình giới thiệu như vậy để cho các bạn biết là cái việc mà kiếm tiền trên thị trường này, nói thật với các bạn luôn là không hề dễ, bởi vì tỷ lệ mất tiền trên thị trường này cực kỳ cao, nhất là những người mà càng học về phân tích kỹ thuật, những người đó càng mất tiền. Đó là một sự thật mà có thể là rất ít thầy bà, rất ít admin ở ngoài cộng đồng họ nói cái điều này cho các bạn. Bởi vì một lát chúng ta sẽ cần hiểu cái gốc của vấn đề nó nằm ở đâu và chúng ta cái nào chúng ta cần học đấy. Quay lại cái TradingView này, các bạn bắt buộc phải tạo một cái tài khoản rất là dễ. Các bạn chỉ cần đăng ký một cái Gmail trên đây, trang TradingView chính nè, các bạn đăng ký một cái Gmail và đăng ký xong nó sẽ gửi về một cái đường link xác nhận qua Gmail. Các bạn chỉ cần click vào trong đó là các bạn có thể có được một cái tài khoản này, có thể xài xài miễn phí trong 30 ngày. Nói xài miễn phí nhưng không có nghĩa là sau 30 ngày thì nó sẽ out chúng ta ra. Nó vẫn cho chúng ta dùng nhưng mà nó sẽ hiện quảng cáo, và cái bản miễn phí thì nó sẽ không có nhiều chức năng đấy. Ví dụ cái TradingView, chúng ta đăng ký xong nha, chúng ta sẽ vào đây là trang chủ nè, chúng ta sẽ vào cái mục đồ thị và nó có cái icon là cái màn hình, xong rồi nó có cái biểu đồ, cái chữ Z ấy, cái hình zigzag ấy, nó biểu tượng như biểu đồ đấy, và chúng ta click vào đó nha. Ok, nó sẽ hiện ra một cái giao diện chính của TradingView. Và trên TradingView thì cái mình yêu cầu đầu tiên dành cho các bạn học viên ở trong trong group này đang có khoảng ba bốn bạn đấy, trong 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 cộng đồng này đang có khoảng ba bốn bạn, thì cái mình yêu cầu là các bạn sẽ có khoảng nửa buổi hoặc một buổi các bạn phải thao tác quen cái TradingView này, thao tác quen cái TradingView này trên đây. Thế thì thao tác quen là thao tác như thế nào? Sẽ có hai cái vùng mà chúng ta phải phải thao tác quen. Một cái vùng là như thế này. Cái vùng này là cái vùng biểu hiện của giá. Khi chúng ta mới vào TradingView, nó sẽ không có cái màn hình đen như vậy đâu, nó sẽ là màn hình trắng. Và chúng ta chỉnh lại, chúng ta vào cái mục trên này nè, để ý nha. Cái mục trên này là cái bánh xe là setting nè, chúng ta click vào. Và chúng ta chỉnh lại những cái thông số này, nên chỉnh cái background. Tiếng Việt nó sẽ là lễ, nó để là lý lịch, nhưng tiếng Anh nó sẽ là background ấy. Chúng ta chỉnh lại thành màu đen. Thì tại sao chỉnh lại màu đen? Sắp tới chúng ta học những cái buổi sau, chúng ta sẽ nói lý do vì sao chỉnh màu đen, nó sẽ có những cái cực kỳ lợi hại. Chúng ta chỉnh lại màu đen và chỉnh những cái đường đường lưới này, thì chúng ta nếu chúng ta chỉnh cái đường lưới này là màu đen giống y chang như vậy á, ví dụ ở đây là màu đen nè, mình chọn cái màu đen sẫm nhất nè, xong rồi cái đường lưới này thì mình chỉnh nó lùi về hai ô là cái màu 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 đen nó không có sẫm lắm, để cho nó còn hiện ra được cái đường lưới này chúng ta còn thấy. Nếu chúng ta chọn cùng màu á, thì nó sẽ đen đen hoàn toàn luôn, chúng ta không thấy, thấy không ạ? Và chúng ta chỉnh lại cái này nha, chỉnh lại cái này cho dễ nhìn đấy. Và trên TradingView thì mở ra thì nó sẽ có cái khung điều khiển bên tay trái. Thường mới tạo một cái tài khoản TradingView nó sẽ có cái phần volume ở đây gì đó, chúng ta không cần thiết thì chúng ta cắt nó đi. Ví dụ chúng ta bật ở đây nè, nó sẽ có cái dấu X ở đây nè, thấy không ạ? Chúng ta không cần thiết thì chúng ta cắt nó đi. Tại vì cái bản free á, cái bản mà xài free nó sẽ chúng ta chỉ có thể là mở được vài cái option thôi. Ví dụ chúng ta mở cái bộ Sonic A trên đây là một option, chúng ta mở RSI ở đây là hai option, đúng không ạ? Chúng ta mở volume ở đây là ba option là hết rồi, chúng ta không mở được thêm những cái khác nữa, chỉ có bản RAW mới được mở không giới hạn,
Còn bảng bảng free mà chúng ta đăng ký thì nó chỉ cho như vậy thôi. Nhưng chúng ta sẽ có những cái cách mà mở được đến 5 đến 7 thậm chí đến 10. Đấy, thì buổi sau cái lớp học viên mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Nhưng cái cơ bản mình cần các bạn đầu tiên là các bạn sẽ có khoảng một ngày để thao tác quen cái TradingView bằng cách là đây là TradingView cái vùng này nè, cái vùng giá này nè. Chúng ta sẽ rê chuột trái, chuột phải để xem cái phản ứng của cái biểu đồ đối với hành vi chúng ta như thế nào, đối với hành động chúng ta như thế nào. Chúng ta phải phải quen thao tác trên đây cái đã rồi chúng ta mới phân tích được các kiểu. Bởi vì trên cái TradingView này chúng ta có thể mở chứng khoán, forex, mở stock, mở 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 kim loại, vàng, bạc, đá quý gì đấy, mở đủ đủ loại cả. Chỉ cần có đường giá là chúng ta có thể phân tích được. Cho nên cái TradingView này cực kỳ quan trọng, chúng ta phải học. Ví dụ bây giờ cô click chuột trái nha, cô rê thì cô thấy là nguyên cái biểu đồ này nó đi theo con chuột của tôi, các bạn thấy không ạ? Đấy. Còn nếu như cô click chuột phải, đây thì nó hiện ra chỗ đây. Bên cái bảng row nó sẽ có thêm những cái chuông báo. Ví dụ cô cài cái chuông báo này, cô có thể nhắc là giá nó chạm cái đường này thì nó sẽ nhắc tôi. Đó là cái bảng row. Còn bảng xài miễn phí thì hình như là không có. Đấy. Và anh em vào sau cắt cắt giúp cái mic nha. Ok, tiếp. Và bây giờ chúng ta lăn lăn chuột nè, mình lăn con chuột nè, mình lăn lên lăn xuống thì nếu để con chuột ở cái vùng vùng giá này mà lăn lên lăn xuống thì bắt đầu cái bản đồ nó sẽ co giãn ra, đấy không ạ? Đây là nó giãn theo chiều ngang. Còn nếu như nó muốn muốn nó thu hẹp lại theo chiều dọc thì bắt đầu cô rê con chuột qua cái cột bên tay phải. Thấy không ạ? Cô click chuột trái. Cái chuột trái tôi kéo nó xuống thì nó zoom lại, nó gọi là nó thu hẹp lại thêm một cái chiều chiều cao ấy, thấy không ạ? Thêm một cái chiều dọc ấy, thu hẹp lại, thấy không ạ? Và nếu mà muốn rê con muốn điều khiển cái này thì chúng ta click chuột trái đè đó và di chuyển, đây nó đi đi như thế này đó, và rất là dễ. Chúng ta chỉ mất đâu đó không đến nửa ngày, chỉ cần vài giờ chúng ta thao tác qua lại, chúng ta có thể là dễ dàng thông thạo được cái bảng điều khiển của TradingView, thấy không ạ? Thông thạo được cái bảng điều khiển TradingView. Và trên TradingView nó sẽ có những cái cơ bản sau đây. Đầu tiên là cái phần này. Cái phần này là để đánh các cái cặp sản phẩm mà chúng ta muốn kiểm tra. Ví dụ cô không muốn kiểm tra cái cặp BKC mà cô muốn kiểm tra về cổ phiếu của ông Vượng thì cô phải biết cái mã. Thì cái mã cổ phiếu của bên VinGroup là VIX. Thế mà VIX nó sẽ hiện ra công ty cổ phần VinGroup đây, đúng không ạ? Chúng ta click vào, đó, nó sẽ hiện ra cái biểu đồ. Và ở đây là cái vùng mà chúng ta đánh cái mã sản phẩm chúng ta cần cần soi soi. Còn kế bên nó sẽ là một cái thanh công cụ, là cái thanh thời gian. Bật ra thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái 15 phút nè, 30 phút, 45 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, không ạ? Và chúng ta hay thao tác soi cái biểu đồ trên khung thời gian nào thì chúng ta click dấu ngôi sao để nó hiện sẵn trên đây. Click dấu ngôi sao là favorite đấy, nó hiện sẵn trên đây. Và mình hay soi khung 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ và 1 ngày. Thế mà mình click cho nên ở đây nó có dấu ngôi sao, các bạn thấy không ạ? Và chúng ta mở chart nào thì nó sẽ cho chúng ta cái database và cái kết quả dự báo của chart đó. Thế mà ví dụ cô đang mở cái chart hiện hành của cổ phiếu VIX, cổ phiếu VinGroup. Bây giờ là 15 phút thì nó cho tôi cái kết quả này trên 15 phút. Và mọi cái phân tích của tôi đều dựa trên cái khung thời gian 15 phút. Nếu tôi muốn phân tích dài hạn hơn thì tôi phải mở sang chart 1 giờ. Thấy không ạ? Đây, đây là chart 1 giờ. Và một cây nến này là 1 giờ. Lúc nãy chúng ta ở chart 15 phút là một cây nến, nó tương đương với 15 phút. Và cái hành động này nó rất là đơn giản, nói nôm na bình dân học vụ là ví dụ nếu bây giờ tôi kêu các bạn mua vàng, các bạn phải đặt câu hỏi là tại sao tôi phải nghe lời ông? Tại sao tôi phải nghe lời anh? Tại sao phải mua? Ok, tôi sẽ nói là vàng dài hạn nó tăng. Đúng không ạ? Vàng dài hạn nó tăng. Thế thì trong ngắn hạn này thì chúng ta nên mua dần, giả sử như thế. Thế thì nếu như mà muốn soi con vàng, cái mã của vàng là như thế này, XAU USD, nó sẽ hiện ra rất là nhiều cái cặp vàng này được niêm yết trên rất là nhiều sàn, sàn Forex nè, đúng không ạ? Sàn ICE nè, đúng không ạ? Đấy, Oanda nè, các kiểu nè, đó nhiều. Thì thường soi vàng thì soi ở cái dòng này, dòng thứ nhất và dòng thứ ba. Đấy, nó cũng lệch nhau không có nhiều. Thế thì ví dụ nếu như cô có các bạn mua vàng, các anh em mua vàng thì bắt đầu chúng ta sẽ mở cái chart ra. Nếu ông nào đó nói là vàng dài hạn tăng thì ok, mở cái chart ngày, chart D1 nè. Dài hạn nó tăng thì tôi mua, thấy không ạ? Thì ông nói đúng. Còn bây giờ là nó đang giảm nè, nó đang giảm điều chỉnh về nè. Đấy.
Và đây là cái cách mà phân tích. Và chúng ta đối với những cái việc mua sở hữu là gì? Tức là chúng ta phải mua trước rồi chúng ta bán sau. Ví dụ vàng vật lý cũng như vậy, chúng ta phải mua được vàng. Chúng ta muốn bán vàng, chúng ta phải có vàng đúng không ạ? Mà muốn có vàng phải mua vàng trước, mua trước bán sau gọi là sở hữu. Bên exchange cũng như vậy, exchange thì cái đó gọi là exchange, bên bên coin cũng như vậy, coin nó cũng có exchange. Thế thì đa số chúng ta đánh 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 trên sàn Binance, chúng ta toàn là mua trước, chúng ta kỳ vọng giá nó lên và chúng ta bán, cái đó gọi là exchange. Đấy, cái đây là những cái kiến thức cơ bản cho các anh em, cái đó gọi là exchange. Thế thì bản chất nếu như chúng ta đánh exchange thì chúng ta phải mua ở giá thấp, chúng ta phải mua ở giá thấp đúng không ạ? Sau đó lên giá chúng ta mới bán ở giá cao thì chúng ta mới có lãi, thấy không ạ? Chúng ta mới có lãi. Đây là một cái hình thức mà phổ biến nhất. Cái hình thức thứ hai là bây giờ chúng ta mua ở ngưỡng giá thấp này đúng không ạ? Mua ở đây để mình zoom ra. Hình thức thứ hai là chúng ta sẽ mua ở cái ngưỡng giá cao. Chúng ta lỡ mua ở ngưỡng giá cao, vì chúng ta mua ở đây chúng ta kỳ vọng nó sẽ tăng giá, nhưng bây giờ nó không tăng giá như ý muốn của chúng ta, thấy không ạ? Mà nó lại xuống đấy. Ví dụ lỡ mua ngay đây, lúc nãy là chúng ta mua ở giá thấp và chúng ta mua ở giá thấp và giá nó lên thì chúng ta bán ra chúng ta lãi. Còn hình thức thứ hai là bây giờ chúng ta mua ở đây mà giá nó không lên như kỳ vọng mà nó lại xuống, thì cái việc mà phân tích kỹ thuật của chúng ta là chúng ta canh nó còn xuống nữa hay không. Ví dụ bây giờ tôi mua, tôi bỏ ra 10.000 đô tôi mua nhưng mà bây giờ giá nó xuống thì ok, tôi phải xem xét. Giả sử tôi bán ở ngưỡng này, tôi bán ở ngưỡng này, tôi thu hồi tiền về, sau đó giá nó rớt về cái ngưỡng này, rớt về cái ngưỡng này, thấy không ạ? Nó sẽ còn rớt ở đây nè, nó rớt về cái ngưỡng này thì lúc đó tôi mua lại ở ngưỡng này với cái số lượng tương tự mà tôi đã bán ra, thấy không ạ? Có nghĩa là tôi chấp nhận lỗ, tôi bán nó ra, tôi bán ra 10 Bitcoin, sau khi nó rớt ở chút lúc này thì lúc đầu tôi lấy cái giá này nè, tôi lấy cái giá mà tôi đã bán ra nè, tôi mua lại với cái giá thấp hơn, và bây giờ cái số lượng Bitcoin tôi nó như nhau, nó vẫn như cũ không thay đổi, nhưng bù lại tôi có được cái khoản chênh lệch tiền ở đây, tại vì cô đang bán giá cao và cô mua lại giá thấp. Thì đây cũng là một cái cách, và cách này gọi là cái cách là bán xuống hay còn gọi là bán khống. Tại vì sao gọi là bán khống? Bán khống thì nó liên quan tới margin, tức là chúng ta không có sở hữu như exchange. Và đánh margin thì chúng ta muốn bán là bán rất là dễ, bởi vì mỗi lần mà chúng ta muốn bán như thế thì sẽ có một cái ông broker hay là sàn, nói nôm la sàn á, nó sẽ hỗ trợ chúng ta. Và margin là giao dịch trên chỉ số chứ không phải là giao dịch trên giá trị của sản phẩm. Thế nào gọi là chỉ số? Nói nôm na như cái cách thứ hai này chúng ta thấy đấy, có phải là nó như cái trò đặt cược lên xuống không ạ? Như trò đặt cược lên xuống. Ví dụ bây giờ vàng đang là 1484, nếu tôi cược nó lên, tôi sẽ đặt một cái lệnh buy, thì lúc đó thằng sàn nó sẽ cho tôi mượn một số lượng vàng, đây là vàng. Còn nếu là Bitcoin thì nó sẽ cho tôi mượn một số lượng Bitcoin. Tôi không được quyền sở hữu cái Bitcoin đó, nó chỉ cho tôi mượn để tôi đi bán ra thôi. Các bạn hình dung mà bán ra xong rồi, ví dụ mình cược giá nó lên đi, mình cược giá lên thì nó sẽ cho mình mượn để mình giữ. Nhưng mà lúc đó giá lên tới đây rồi bắt đầu mình bán ra thì mình lãi được tiền rồi mình trả ngược lại nó. Đấy là cái cách của bên margin. Hoặc chúng ta cược nó xuống, chúng ta cược cái chiều xuống thì giá nó đi xuống thì chúng ta lời, nhưng nó đi lên là chúng ta sẽ mất tiền. Đó là margin, và margin là đánh trên hai hướng, lên đánh theo chiều lên và chiều xuống. Nó khác với exchange. Exchange như lúc nãy chúng ta biết ấy, chúng ta muốn bán thì chúng ta phải mua ở đây đã, mua giá thấp thì nó lên cao thì chúng ta mới bán, thì chúng ta chỉ đánh được một chiều thôi, chúng ta chỉ đánh được một chiều như vậy thôi, thấy không ạ? Đó là hai cái phân biệt. Và ở lĩnh vực marine nó sẽ có hiện nay phổ biến, nó sẽ có hai dạng. Một là marine theo coin, tức là sàn sẽ cho chúng ta mượn coin, chúng ta bán ra lấy tiền, sau đó chúng ta bán ra xong đúng không ạ, sau đó coin nó giảm giá tiếp, nó giảm nữa, thì lúc đó chúng ta lấy cái tiền đó, chúng ta mua cái lượng số lượng y chang như vậy, chúng ta trả lại cho sàn và chúng ta lời được ít. Đó là cái cách margin của bên coin. Và cái đồng coin đó có thể là BTC, có thể là ETH, thậm chí có thể là USDT. Còn forex thì khác, bên forex thì nó cũng như vậy nhưng nó nhanh hơn, tại vì cái vốn hóa của forex nó lớn hơn và nó tồn tại rất là nhiều năm rồi. Nếu như so vốn hóa của bên forex thì vốn hóa của forex so vốn hóa của Bitcoin thì Bitcoin nó chỉ là một cái hạt cát,
Và vốn hóa của Forex là cả một cái sa mạc, để cho các bạn hình dung hai cái mức khổng lồ của vốn hóa Forex nó như thế nào. Cho nên chính vì như vậy cho nên vàng nó dao động rất là nhanh, giá của vàng nó đi rất là nhanh, nó dao động rất là nhanh, tại vì nó thanh khoản rất là lớn. Thanh khoản lớn có nghĩa là nhiều người giao dịch, thấy không ạ? Cái thanh khoản này nó liên quan đến cái việc như chúng ta nói nôm na, như chúng ta có một cái sản phẩm, ví dụ chúng ta có một chiếc điện thoại, chúng ta đứng, chúng ta ra đầu ngõ, chúng ta ra đầu ngõ chúng ta bán, thì đâu đó chỉ có khoảng 5 người, 10 người đi qua lại để nhìn thấy cái điện thoại của chúng ta và có thể mua mua hàng của chúng ta thôi. Nhưng nếu như chúng ta cầm cái sản phẩm đó, chúng ta ra chợ lớn hay những cái chợ nhiều người hơn là 1.000 người, thậm chí 2.000 người, 10.000 người, thì cái tỷ lệ mà người ta nhìn thấy sản phẩm chúng ta nhiều hơn và người ta sẽ dễ mua, thậm chí chẳng những mua mà còn dành nhau mua với giá cao hơn. Ví dụ ông này ông thấy cái này quá phù hợp với mình mà ông muốn mua, mà thấy người khác đang muốn mua hơn thì ông sẽ giá cao hơn. Đó là cái sự lợi hại của cái tính thanh khoản. Cho nên chúng ta chơi bất kỳ sàn nào, cái chúng ta cần quan tâm là cái mua bất kỳ sàn nào, bất kỳ cái đồng coin nào, cái chúng ta cần quan tâm là cái sự thanh khoản, nó cực kỳ quan trọng. Nhiều người ở bên cộng đồng họ hay quan tâm một điều là sàn uy tín hay không, sàn có scam hay không. Thì nói luôn với các bạn, suốt 7 năm nay tôi đã gặp rất là nhiều, và hầu như những cái người mà đặt câu hỏi là sàn có uy tín hay không, những người đó là những người thua rất là nhiều tiền. Tại vì ngay thời điểm ban đầu họ đã xác định sai cái mục đích, sai vấn đề. Bản chất nha, tất cả các sàn đều không uy tín. Cái vấn đề là họ đến cái mức nào đó họ chốt lời thôi. Có nghĩa là bản chất trong cái thị trường tài chính này là nó như thế. Bản chất trong thị trường tài chính này là chốt lời hết. Còn vấn đề là nó uy tín thì ok, là do chúng ta chưa phải chưa chúng ta còn cái gọi là chúng ta còn cái giá trị. Chúng ta còn giá trị để cho nó chưa đến lúc mà nó chốt lời. Nó đơn giản như thế. Ví dụ vừa rồi các bạn thấy là Bitcoin nó lao dốc như vậy thì lúc đó làm gì ạ? Sàn nó đóng lại. Nó bảo trì, nó ngưng lại, nó tạm ngưng các bạn nạp rút, thấy không ạ? Nếu như bây giờ đột nhiên Bitcoin trở về không thì chắc chắn các cái sàn đó nó sẽ up hết. Nó sẽ có thể là sẽ scam các bạn đấy. Cho nên ở bên Forex á, nhiều người tham dự hội thảo hay hỏi là sàn có uy tín không? Thì đó là một cái câu hỏi thừa, bởi vì những cái thằng sàn nó sẽ không có dạy mà nó nói nó không uy tín. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bản chất chúng ta không đừng quan tâm sàn nó uy tín hay không, mà chúng ta quan tâm là chúng ta có đánh thắng được nó hay không, có rút tiền về được hay không. Còn cái việc mà đảm bảo chúng ta có mất tiền hay không là do chúng ta đừng bỏ tiền nhiều quá trên sàn. Thấy không ạ? Nếu như ai đánh trên cái thị trường exchange mua Bitcoin để sở hữu, có thể là kỳ vọng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, thậm chí 3 năm sau hãy bán, thì các bạn nên mua những cái ví chữ lạnh. Những cái ví chữ lạnh này giá thị trường đâu đó khoảng 2 triệu tư cho đến 3 triệu. Bởi vì lúc đó cái khoản tiền mà chúng ta mua Bitcoin đó là một cái dạng đầu tư dài hạn. Mà đã là dài hạn rồi thì chúng ta không biết thằng sàn nó scam chúng ta lúc nào, hoặc là trong cái khoảng 3 năm đó có thiên tai dịch bệnh như vừa rồi hay không, có rủi ro hay không, chúng ta không biết được. Tốt nhất là chúng ta bỏ trong một cái ví ví chữ lạnh. Hoặc nếu như cái khoản Bitcoin đó không có lớn thì ok, chúng ta có thể chia ra bỏ bên Huobi một tí, bỏ bên sàn Binance một tí. Hình như là bị lỗi, bị văng ra. Các anh em đợi tí nhé, mình vào lại. Đâu mất tiêu rồi. Sorry mọi người nhé, vừa bị rớt mạng hay gì đấy, bị out ra. Cái bản Zoom này của mình mua license đấy mà vẫn vẫn bị như thế, không hiểu là bị như thế nào vậy. Đây nè, cái bản Zoom này của mình mua license rồi mà nó vẫn bị out ra, chưa hiểu, vẫn hay bị out ra như thế. Ok, ok, chúng ta quay lại. Và tất cả những cái thằng sàn đó, thật ra
Nguy cảnh hay không chúng ta đừng quan tâm, chúng ta quan tâm là chúng ta đừng bỏ nhiều tiền lên trên đó, và chúng ta phải có một cái kế hoạch là rút định kỳ, nhớ nha, rút định kỳ. Ví dụ chúng ta bỏ vào 500 đô, 1.000 đô, chúng ta phải có một cái kế hoạch đến đúng một cái chu kỳ là có thể là 1 tháng hay 3 tháng chúng ta rút ra, thấy không ạ? Chúng ta bỏ vào một nơi khác là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta đến đúng khoảng thời gian đó chúng ta đổi bắt buộc, thấy không ạ? Hoặc chúng ta có một cái cách hay hơn là đến cái khoảng, ví dụ chúng ta đang bỏ vào 10.000 đô, nếu như chúng ta phải xét 10.000 đô thì chỉ cần lãi 5% trên tổng tài khoản là tôi phải rút tiền lãi ra, tuyệt đối không để tiền trên đó nhiều quá, thấy không ạ? Thế thì cái mức rút ra, người thì là 3%, người thì là 5%, người thì là 10%, thậm chí có người 20% mới rút, là tùy các bạn tự set up. Mình chỉ ra một cái lời khuyên góp ý. Bởi vì ví dụ như một cái tài khoản mà 100 đô không thể kêu các bạn là 10% rút ra là 10 đô rút ra được, thấy không ạ? Không thể kêu như vậy được. Cho nên cái số lượng, cái phần trăm bao nhiêu là do tùy cái tài khoản của mỗi người, cá nhân của mỗi người. Nhưng mình khuyên là bản chất của tất cả các trò game trên cái thị trường tài chính này nó là bằng A. A bằng, nó là B bằng A cộng với A phẩy. Và nhớ bản chất tất cả các cái trò game trên thị trường tài chính này nó là một, nó đi theo một cái hình thức là B bằng A cộng A phẩy. Trong đó cái B là cái trò game. Cái thằng A này là vốn của các bạn. Thằng A phẩy này là lãi mà các bạn phải vận hành. Nếu như thằng A phẩy này âm là các bạn đang thất bại, trò game này của các bạn đang đang thua. Nếu như thằng A phẩy này nó tăng lên dần dần thì ok, bạn đang vận hành cái hệ thống giao dịch ổn định. Đấy, đang vận hành một cái hệ thống giao dịch ổn định. Và mục đích là làm sao của cái trò game này là thằng A phẩy nó phải lớn hơn hoặc là bằng thằng A là các bạn thành công. Tức là làm sao cái lãi này nó phải là cái số dương, nó phải là số dương và nó phải tăng lên liên tục. Nếu như nó bằng thằng A thì tức là bạn đã ít hai tài khoản. Nếu nó lớn hơn thằng A là các bạn đang lãi nhiều hơn gốc. Và để an toàn thì cái thằng A phẩy này lúc nào chúng ta cũng phải xét cho nó một cái mức ấn định là cái thằng này, thằng A phẩy này là nó phải bao nhiêu phần trăm là cô phải rút tiền, là phải rút bằng mọi giá, phải rút. Rất là nhiều người không biết, không 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 áp dụng cái công thức này cho nên ở ngoài thị trường thua, thậm chí chơi landing, hay không ạ? Tại vì sao, có ai đã chơi landing rồi sẽ biết là tức là các bạn bỏ tiền vào trong thị trường này quá nhiều, xong rồi cứ lãi là cứ để trong đó, thậm chí bên forex cũng như vậy, lãi không rút cứ để trong đó xong rồi đánh tăng cái volume lên, đến cái lúc mà nó đi một phát là đi luôn cả lãi cả gốc đấy. Và cái nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là chơi bất kỳ trò game nào, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là làm sao phải biến thằng A phẩy này bằng thằng A trước. Sau đó bằng thằng A rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ rút thằng gốc ra và chúng ta đánh trên lãi. Lãi rớt mạng. Chả hiểu. Ok, mạng nó chập, mạng hôm nay hơi bị chập chờn vậy, chắc tại mình đóng cửa phòng kính đấy. Chúng ta nhiệm vụ của chúng ta là làm sao biến cái thằng lãi bằng thằng A phẩy, nó phải bằng thằng A. Và việc của chúng ta là chúng ta rất, khi mà chúng ta rút được cái gốc là của cái lãi bằng cái gốc rồi đó, chúng ta rút ra là chúng ta thành công và chúng ta đánh trên lãi, thì cái vị thế chúng ta nó sẽ rất là khác, chúng ta đánh rất là thoải mái, rất là an toàn, thấy không ạ? Ok rồi, tiếp. Nhưng không thể nào mà để cái thằng A phẩy là cái thằng này nè. Ví dụ chúng ta bỏ vào trong đây là 5.000 đô, không thể để thằng A phẩy nó lên đến 5.000 mới rút. Nhớ nha, chúng ta phải rút rút ra và để riêng ra. Và chúng ta luôn đánh với cái vị thế là tiền gốc này. Và lãi thì rút ra, lãi rút ra. Anh em bên cái lớp 1K cũ thì mình hay nói đó, có lãi không rút là chờ Chu Đức Việt. Trong cái ngành này là như thế. Rất nhiều, mình đã thấy rất rất là nhiều người đánh forex. Thật luôn, tài khoản đánh 1.000 đô, 1.000 đô đánh lên 1.400, đánh lên 1.500, thậm chí đánh lên 2.000, 3.000 xong rồi không rút. Sau đó cháy một phát, một cháy hết sạch luôn. Thậm chí có anh đã đánh 5.000 đô và cháy sạch luôn 5.000 đô. Và
Thị trường này đánh tài khoản các bạn tuyệt đối các bạn không để nhiều tiền trong tài khoản. Ví dụ hai trường hợp, một người có bỏ vào 5.000 đô sau đó cháy, người khác bỏ vào 1.000 đô và cháy 5 lần cũng cháy 5.000 đô nhưng mà cháy đến 5 lần 1.000 đô thành 5 thành thành 5K, thì hai cái người đó sẽ có cái kinh nghiệm khác nhau hoàn toàn. Hai cái người đó sẽ có cái bài học và kinh nghiệm khác nhau hoàn toàn. Cái người thứ nhất có thể là sẽ không còn khả năng quay lại thị trường này nữa. Cái người thứ hai thì chắc chắn học được rất là nhiều kinh nghiệm từ cái việc cháy tài khoản 5 lần đó. Cho nên bản chất thị trường này các bạn đừng có bỏ vào tiền trong đó nhiều quá, đó là một cái lời khuyên chân thành. Và thà bỏ vào xong rồi lãi rút ra dần dần, cháy thì nạp vào kiếp sau. Đấy, nhớ. Rồi. Tiếp đến thị trường này nó có hai cả exchange và bên marine nó có cái yếu tố này rất là quan trọng là cái giá chào mua và cái giá chào bán. Bên bên exchange nó gọi là giá bid và giá ask. Đây mình chỉnh cái màu xanh cho các bạn dễ xem. Màu xanh và một cái dây là màu đỏ. Đây. Giả sử bây giờ hai cái dây này nó như thế này. Hai dây này là một cái giá bán, giá mua và một cái giá bán, không ạ? Ở bên forex nó cũng như vậy, cả bên coin cũng như vậy. Bên coin thì nó gọi đây là giá bid và giá ask, không ạ? Bên forex á, thì nó gọi đây là cái spread, cái spread tức là cái khoảng cách, cái độ khoảng cách giữa giá mua, giá chào mua và giá chào bán. Mà nói nôm na bình dân học vụ nè, là chúng ta đi mua vàng ở ngoài, bây giờ chúng ta ra tiệm vàng, giả sử vàng bây giờ đang tính theo đô là 1.500 đô, thấy không ạ? Thì lúc đó cái bà ngoài tiệm vàng bà sẽ có hai cái mức giá, thấy không ạ? Giá thị trường đang giao dịch ở ngưỡng là 1.500, nhưng bây giờ nếu như chúng ta mua nó sẽ có giá mua và giá bán là 1.1508 và 1.4195. Theo các bạn khi mà chúng ta mua vàng của bả thì bả sẽ tính giá nào? Bả sẽ tính giá cao hay là bả sẽ tính giá thấp cho chúng ta? Chắc chắn một điều là cái chủ tiệm vàng nó sẽ phải tính cái giá cao, nó sẽ phải tính cái giá cao này. Nó sẽ phải lúc đó chúng ta phải đưa cho nó 1.500 đô để cho chúng ta mua một ao vàng, thấy không ạ? Mua ao vàng. Sau khi chúng ta vừa mua xong là chúng ta lỗ liền luôn rồi. Là tại vì khi mà chúng ta mua xong nó đã tính ngay liền cái giá mà nó thu lại là nó sẽ tính giá đỏ này nè. Có nghĩa là nó bán cho chúng ta thì nó bán 1.500, nhưng mà chúng ta bán lại ngược cho nó chỉ thu vào có 1.495 thôi đó. Và cái đường màu xanh là cái đường giá hiện hành, nó xanh lá đó, cái đường xanh lá này nè các bạn thấy không ạ? Đây 1.496 nó nhảy liên tục nè, là cái giá mà giữa người mua và người bán sau khi giao dịch thành công thì nó hình thành một cái điểm trên đây và nó nhảy liên tục. Nó nhảy liên tục thì lúc đó cái đường màu xanh và màu đỏ này nó cũng sẽ di chuyển theo liên tục luôn. Và các thằng nhà cái, các thằng sàn nó ăn tiền là nhờ nó nắm hai cái đường này. Khi thị trường biến động mạnh, trời đất ơi, lại bị out ra cái gì đây? Hình như nó bị trùng IP hay gì, nó bị out ra nữa. Ok, chúng ta quay lại. Và khi thị trường biến động mạnh thì bắt đầu thằng sàn hay nhà cái nó sẽ điều tiết hai cái đường này để nó chắc ăn, thì lúc đó nó sẽ kéo hai cái đường này giãn ra thì để nó ăn tiền chúng ta, thấy không ạ? Cho nên chúng ta hiểu cái này rồi thì bắt đầu chúng ta đánh chơi coi, chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta quan tâm đến sàn nó uy tín hay không, đúng không? Chúng ta phải quan tâm là một cái điều là nó có thanh khoản hay không. Nếu như cái sàn đó nó thanh khoản nhiều thì lúc đó hai cái đường giá chào mua chào bán này nó sẽ thấp dừng lại và chúng ta vừa vào lệnh chúng ta ít bị âm hơn. Còn nếu mà sàn nó thanh khoản kém á, ít có người mua bán thì hai cái đường giá mua giá bán này nó giãn ra thì lúc đó chúng ta vừa vào cái đường cái là chúng ta âm nhiều hơn là là dương, rất là khó, thấy không ạ? Giả sử bây giờ chúng ta nhìn cái đường giá này, đường màu xanh này, chúng ta phân tích là bây giờ giá này nó sẽ lên tới đây, đúng không ạ? Nó sẽ chạm cái đường EMA này đi, mình giả sử đi, chúng ta phân tích là nó sẽ lên tới đây. Ok, một lát đường giá nó sẽ lên tới đây. Lúc đó bây giờ tôi mua, nhưng mà một lát giá nó lên tới đây tôi bán. Tôi bán, thấy không ạ?
đây nó giá nó lên cái ngưỡng này thì cô bán. Nhưng lúc đó khi giá cái đường xanh lá này nè nó lên cái ngưỡng này nè, thì cái đường màu xanh này nó lên tới đây và cái đường màu đỏ này nó lên tới đây. Lúc đó cái đường màu xanh lá nó giá nó về đúng cái chỗ này, nhưng không có nghĩa là chúng ta kiếm được tiền. Tại vì khi mà đường giá nó về đến chỗ này rồi, nó có khả năng nó rớt xuống lại, đúng không ạ? Nhưng khi nó về đến đoạn này rồi thì đường màu đỏ nó nằm ở dưới nó. Thì lúc đó chúng ta bán thì chúng ta lại phải bán, nó sẽ thu vào cái giá này. Cho nên cái việc mà phân tích kỹ thuật là một chuyện, còn bạn có thủ thuật bạn thắng được trên thị trường này hay không lại là một cái câu chuyện khác. Rõ ràng phân tích chuẩn á, giá nó về đúng ngay cái điểm trên này luôn, nhưng cái lúc mà chúng ta bán lại cho nó thu lại cái giá thấp hơn. Thế thì nếu như cái khoảng cách này mà nó nhiều quá, nó lớn quá, thì liệu chúng ta thắng được cái số tiền đó có đủ để trả cho những cái khoảng cách này hay không, và trả thêm những cái phí cho sàn hay không? Chúng ta phải quan tâm cái việc đó. Đây là cái nhiều, đây là một cái yếu tố mà các thầy bà ở ngoài mình thấy không có chia sẻ, không có nói về điều này. Thấy không ạ? Chỉ phân tích thôi. Giá nó lên cái ngưỡng đó, ok, bán. Bán xong mình nhìn lại tài khoản. Rõ ràng cô lăn lãi nhưng tài khoản cô vẫn vẫn lỗ. Thấy không ạ? Đấy. Và cái TradingView nhớ là chúng ta, các bạn học viên nhớ là chúng ta sẽ có một ngày chúng ta về thao tác cho quen, bởi vì hôm nay thứ ba thì ngày thứ năm cũng cái giờ này sẽ có một cái buổi, và cái buổi đó sẽ không có public. À, chỉ có các anh em học viên online thôi. Và mỗi tuần thì có thể là sẽ có một cái buổi thứ ba mình sẽ làm cái public cộng đồng và trả lời câu hỏi cho mọi người như cái buổi hôm nay như vậy. Đấy. Và chúng ta đánh bất kỳ cái cặp nào chúng ta phải quan tâm, nếu mà bên Forex nó gọi cái này là cái spread của nó phải thấp. Cái spread nó phải thấp. Nó càng thấp, ví dụ 1 điểm, 2 điểm thì nó sẽ rất là hẹp, cái đường này rất là hẹp. Còn nếu như mà đánh vàng mà cái spread của nó lên 30, 40 thì tỷ lệ thua các bạn rất là cao. Bởi vì chúng ta phân tích chuẩn đi chăng nữa, cái lộ độ lệch này nó quá quá lớn. Đấy. Còn về Marine, nhiều người rất là vui là sàn là cứ phải đi chọn nó uy tín, nó không scam các kiểu. Nó làm mọi thứ luôn, thậm chí nó khuyến mãi cho các bạn luôn, nhưng mà nó giãn hai cái spread này ra nè là các bạn vẫn thua. Các bạn hình dung nè. Thế thì muốn hai cái đường này nè, hai cái đường thanh khoản màu xanh và màu đỏ này nó hẹp á, thì bắt buộc nó phải có cái sàn đó, nó phải có cái thanh khoản lớn. Nó phải có thanh khoản lớn. Thanh khoản lớn là gì? Thanh khoản lớn thì hai cái đường này nó mới hẹp lại, giá mua giá bán thì hai đường này nó mới hẹp lại. Thế thì để cho chọn những cái sàn thanh khoản lớn, chúng ta phải quan tâm là sàn, ví dụ Marine thì nó sẽ lấy cái giá bình quân có bao nhiêu sàn. Ví dụ sàn Snapit á, mình đánh giá là khá ok, tại vì cái phí nó khá cao, nhưng nó có một cái độ thanh khoản rất là lớn, tại vì nó lấy giá bình quân của bốn sàn lớn. Sàn nó lấy của Binance, của Coinbase, của Huobi, sàn Raycon và một cái sàn gì nữa mình quên mất rồi. Tại là lấy giá của bình quân của bốn sàn lớn. Cho nên thành ra bất kỳ cái sàn nào nó thao túng á thì cũng bị ba sàn còn lại, những cái sàn còn lại nó sẽ bình quân giá lại về cái ngưỡng an toàn. Đó. Còn những cái thằng sàn khác mà chúng ta đánh thì chúng ta phải cẩn thận. Nếu như nó chỉ lấy giá bình quân của một sàn, thậm chí hai sàn thì rất là rủi ro, rất là rủi ro. Khi một trong các sàn đó nó mà thay đổi giá, nó thao túng thì bắt đầu giá nó sẽ bị lệch rất là nhiều. Đó là rủi ro bên bên phía Marine, bên Coin. Đấy. Còn bên Forex thì tiếp đến bên Forex thì khuyên, hiện nay ở ngoài thị trường rất là nhiều cái trò game nó lừa đảo các bạn. Từ bao năm nay đánh Forex chính thống là chỉ đánh trên phần mềm MK4. MK4 các bạn có thể dễ dàng các bạn lên Google các bạn search ra. MK4 phần mềm MK4. Đây. Phần mềm MK4 này chúng ta có thể chơi bên laptop, chúng ta có thể chơi bên bên đây nè, MetaTrader 4 chúng ta có thể chơi bên laptop hoặc là chơi bên app điện thoại. Riêng mình thì mình đánh trên điện thoại nhiều, tại vì mình đánh scalping, tức là đánh ngắn, cho nên không thể mình thấy giá ok là mình vào trên điện thoại và mình ra ngay, chứ không thể mà mở laptop ra rồi canh này nọ. Nó rất là mất thời gian. Đấy, và nó không thuận tiện, mình đi đâu mình cũng có thể chơi được cả bằng cái điện thoại. Và đây là cái phần mềm chính thống của bên Forex. Thế thì phần mềm này là cái gì? Phần mềm này nó như là một cái trung gian để cho mọi người đao cái app này về và cài đao cái app này về và có thể đăng nhập vô bất kỳ cái sàn chính thống nào. Hầu hết những cái thằng sàn chính thống nó muốn hoạt động, nó sẽ đăng ký qua cái MetaTrader 4 này. Ví dụ những cái sàn lớn như NotFX nè,
những sàn Notdesk hay những sàn ThinkMarket, ACMarket các kiểu, thì chỉ cần có cái app này thôi, chúng ta vào cái app này chúng ta chọn cái server, nó giống như trò game vậy đó, chúng ta chọn cái server đúng không ạ, chọn đúng cái server mà của sàn mà chúng ta đã đăng ký ấy. Sau đó chúng ta đánh cái username mà sàn nó cấp cho chúng ta, thì chúng ta có thể đánh bên Forex đơn giản như thế này. Cho nên đây là một cái phần mềm chính thống, nhưng hiện nay ở ngoài sẽ có những cái, đây là MK4, MK5, thì MK4 và MK5 thì là cái chính thống. MK5 thì nó cho chúng ta nạp bằng BKC chẳng hạn, bây giờ hình như là MK4 cũng nạp được rồi, nhưng ở ngoài sẽ có những cái trò lừa đảo là nó ra những cái MetaTrader 4, nó ra cái MetaTrader 6, Trader 7, MT6, MT7, thì những cái đó chúng ta không nên dùng, tại vì nó đang nói luôn với các bạn nó là lừa đảo. Tại vì cái MT4 này là nó lấy giá bình quân cái giá của thế giới, ví dụ mà cô đánh vàng thì cô dùng MT4 thì nó sẽ lấy giá vàng của thế giới, có nghĩa là nó lấy giá của cả thế giới đang đang niêm yết hay mà trên sàn, trên những cái sàn chứng khoán của Mỹ đang niêm yết, và không có cái việc là làm cái giá, làm giả những cái giá đó. Nhưng nếu như mà những cái thằng khác nó đấy cái, nó làm cái phần mềm fake, nó làm là MT6, MT7, nó về nó nói với các bạn là đánh forex, đánh coin, đánh các kiểu trên đó, nhưng thật ra nó sẽ thao túng. Ví dụ vàng đang đang lên như thế này, nhưng nếu như ngày hôm đó mà nhiều người đặt cái kèo buy thì nó sẽ điều chỉnh cây đỏ này, cây xanh này thành một cây đỏ và nó giết các bạn, xong rồi nó mới trả ngược lại cái giá của thế giới. Đó là cái việc thao túng, cho nên đánh forex chỉ có MT4 thôi hoặc là MT5, ngoài ra tất cả là lừa đảo cả, mình khuyên như vậy. Và những cái trò xanh đỏ binary option đấy, mình khuyên các bạn đừng nên chơi, thật sự là không nên chơi đấy, những cái trò đó là nó thao túng được và nó không có minh bạch, nó không có minh bạch. Và một câu hỏi nữa là sàn Forex nó có chứng chỉ, có giấy phép hoạt động ở Việt Nam không? Nói với các bạn luôn là đến thời điểm này ở Việt Nam không có, không hề chính thống cấp phép cho bất kỳ cái sàn Forex nào hoạt động. Tất cả các sàn Forex nó hoạt động ở Việt Nam nó thông qua một cái hình thức là lập một cái công ty marketing quảng cáo cho một cái thương hiệu của cái bên Forex đó, tại vì nó không có giấy phép chính thống. Việt Nam chưa có cấp, không cấp cho ai cả. Có thể là năm 2020 này sẽ cấp đấy, bật đèn xanh cấp. Nhưng đến thời điểm này thì hình như là chưa có. Và những sàn đó nó không có nghĩa là không cấp thì nó đang là lừa đảo, không phải. Lừa đảo hay không thì phải coi cái phương thức hoạt động của nó uy tín hay không và nó đánh trên nền tảng gì. Nếu nền tảng MT4 thì ok. Những thằng sàn ma khác nó đánh trên MT6 là không nên. Và có những cái trò nữa là nó bán bot trade, group VIP, tất cả các kiểu thì các bạn không nên tham gia. Và ở ngoài bên Forex đang có rất là nhiều người, những cái bạn mà gọi là broker, những cái cô em chân dài tuổi nhỏ hơn anh em chúng ta rất là nhiều, thấy không ạ? Nhưng một cái điều ngạc nhiên là chúng ta lại nghe lời nó nạp vào rất là nhiều tiền và đánh theo cái lệnh của nó cho chúng ta, từ cái tuổi đời cho đến tuổi nghề nó đều thua kém chúng ta, nhưng chúng ta lại tin nó bởi vì nó là người đại diện cho lên sàn. Và những ngân sàn này nói luôn với các bạn, nó có một cái target, những cái nhân viên này nó có một target là nó có target là nó phải kiếm được bao nhiêu người dưới cái link của nó nạp tiền vào, và đến cuối tháng nó sẽ tính một cái khoản net, tức là cái lượng tiền nạp vào và cái lượng tiền rút ra, và nó sẽ hưởng phần trăm trên đó. Cho nên nó sẽ chạy target là bằng mọi giá, nó kêu các bạn nạp tiền, nó không quan tâm các bạn lời hay lỗ, các bạn lỗ càng tốt, càng không có khả năng rút tiền cuối tháng thì lúc đó nó sẽ có được cái tiền thưởng càng nhiều. Đó là những cái trò ở ngoài sàn. Cho nên với chúng ta biết những cái đó thì chúng ta né ra, và chúng ta đăng ký sàn thì chúng ta phải chọn những cái sàn mà nó có cái spread nó thấp, cái spread nó thấp là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bên Forex thì nó phải đánh trên nền tảng MT4, thấy không ạ? Cái thứ ba, chúng ta không được nghe theo tin của bất kỳ người nào, nhất là những cái con tư vấn viên bên sàn sàn Forex, mà chúng ta phải có cái kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật. Ít ra giả sử bé đó nó kêu chúng ta mua, chúng ta nhìn vào chúng ta biết đây là một đà tăng thì chúng ta mua còn ok được, hoặc nó kêu chúng ta bán mà rõ ràng chúng ta nhìn nhìn con vàng này trong chạc 5 phút này đang là một đà tăng, chúng ta không thể nào chúng ta sell được, chúng ta sẽ mất tiền, thấy không ạ? Đấy, cho nên cái phân tích kỹ thuật nó rất là quan trọng. Và trong cái thị trường này phân tích kỹ thuật nó chỉ chiếm 25% thôi, phân tích kỹ thuật chỉ chiếm 25% thôi. Đây là 25% giúp cho các bạn có cái khả năng sống sót được trên thị trường này, chưa nói đến cái việc mà kiếm tiền. 25% còn lại nằm ở cái phần tin tức. Tin tức.
25%. Giống như vừa rồi, bên vàng, thấy không ạ? Phân tích các kiểu, kỹ thuật các kiểu, bên Bitcoin các kiểu, nhưng mà có một cái tin như dịch bệnh vừa rồi nó bị ảnh hưởng. Ai cũng phân tích là Bitcoin sẽ vượt cái ngưỡng 14.000 đô, nhưng dịch bệnh vừa rồi nó lại kéo Bitcoin rớt về cái ngưỡng là 4K. Các bạn thấy không ạ? Cho nên nó cái đường giá nó sẽ bị tác động bởi cái yếu tố ngoài cái việc mà phân tích kỹ thuật là kỹ năng chúng ta học sắp tới. Chúng ta sẽ còn bị một cái nữa là cái yếu tố kinh tế nó sẽ chi phối. Cho nên nếu như chúng ta đánh một cái chạc, đánh một cái kèo mà càng lâu càng dài thì cái tỷ lệ chuẩn của các bạn ở trên cái chỗ phân tích kỹ thuật này nè. Để càng lâu thì nó sẽ lại bị càng ảnh hưởng, bởi vì lúc đó có cái khoảng thời gian cho cái thằng kinh tế này nó sẽ thay đổi cái phân tích của chúng ta. Nguy hiểm hơn. Hay không ạ? Ví dụ phân tích giá vàng tăng đúng không ạ? Vàng sau bao nhiêu năm vẫn tăng? Ok. Chúng ta phân tích một cái chạc dài hạn là vàng sau bao nhiêu năm tăng, là trong vòng 3 năm đi. Nhưng mà trong 3 năm đó chưa biết điều gì xảy ra. Thấy không ạ? Giả sử trong 3 năm đó mà tất cả các thế giới nó hợp thức hóa Bitcoin thì lúc đó Bitcoin lại là ngon hơn vàng. Vì cô ví dụ một cái như vậy chẳng hạn. Cho nên nếu như mà chúng ta để càng lâu thì cái phần tính tức này nó sẽ càng tác động đến cái giá mà chúng ta đang phân tích. Đường giá. Đường giá. Cho nên mọi người mà để ý ấy, tôi đánh bên Forex hay đánh bên Coin, tôi luôn đánh rất là nhanh, gọn, lẹ, đánh scalping. Bên Forex vừa rồi đang có một cái tài khoản MaxKIP, tức là cái spread của Bitcoin nó có một à, vàng nó chỉ có 3 đến 5, maximum là 10 à. Cho nên tôi đánh rất là nhanh, tôi đánh trên chặt 1 phút và 5 phút luôn. Đánh rất là nhanh. Bởi vì cô không để cô phân tích, cô dùng phân tích kỹ thuật xong, cô phân tích xong, cô phải nhanh chóng vào lệnh và nhanh chóng chốt lời khi có thể, và không có để lâu. Để lâu là bắt đầu cái phần tính tức này nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả mà tôi phân tích. Hay không ạ? Đấy. Thế thì ở nếu chúng ta nắm luôn cả hai cái này, bên Forex thì chúng ta chỉ cần bên Bitcoin chúng ta sẽ quan tâm là Bitcoin giá nó như thế nào, tại vì Bitcoin nó mà thay đổi thì đường giá của tất cả các cái altcoin nó bị ảnh hưởng rất là nhanh, rất là nghiêm trọng. Cho nên cái phần tính tức thì chúng ta phải quan tâm là cái phần tính tức của Bitcoin là chính. Còn bên Forex thì chúng ta phải biết thêm phức tạp hơn, chúng ta phải biết về kinh tế vĩ mô. Thì những cái đó trong lớp học viên chúng ta sẽ được học dần 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 dần, không thể là một sớm một chiều trong vòng 1 tuần 2 tuần chúng ta học được. Tại vì những cái đó ngoài cái kiến thức cơ bản chúng ta học ra, chúng ta sẽ còn cái chiêm nghiệm. Tức là chúng ta sẽ chiêm nghiệm sắp tới nè, có kinh tức gì nè, ông Trump phát biểu như thế nào, vàng thay đổi như thế nào. Chúng ta chiêm nghiệm và chúng ta ghi lại cái những cái giao dịch. Thấy không ạ? Đó là cái phần phân tích kỹ thuật và kinh tức. Thế thì giả sử chúng ta đã có luôn được cả hai cái phần này rồi thì chúng ta có thắng được trên thị trường này hay không? Nói luôn với các bạn chỉ nắm được đâu đó khoảng 50% tỷ lệ sống sót và thắng được trên và kiếm được tiền trên thị trường này thôi. 50% còn lại nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây. Nó nằm ở 25, nó nằm ở kênh tâm lý. Tại sao nói tâm lý nó nằm ở 50%? Trong 50% còn lại chúng ta để thắng được tiền trên thị trường này nó nằm ở phần tâm lý. Và cái tâm lý này nó chia ra hai nhánh. Một nhánh là tâm lý cá nhân và một nhánh là tâm lý của đám đông. Đám đông. Tâm lý cá nhân là gì? Tâm lý cá nhân là chúng ta phải khắc phục được cái tâm lý của chúng ta. Mà tâm lý này không có ai cho các bạn cả, không có ai giúp ích cho các bạn cả, chỉ có các bạn tự đi trên con đường các bạn thôi. Dù cho các bạn có học những ông thầy giỏi hay thế nào đó, họ chỉ dạy cho các bạn phân tích kỹ thuật, họ dạy cho các bạn cái cách mà nhận định đánh giá về kinh tức, xong các bạn phải bắt buộc, tức là họ dạy cho các bạn kỹ năng, các bạn phải bắt buộc lao vào khu rừng nó kiếm ăn. Ở trong một cái khu rừng, một con sói mà nó sống trong đó 3 năm nó khác với một con sói mới bước vào 3 ngày. Và các bạn cái phần tâm lý cá nhân này nè, các bạn có cứng hay không, cá nhân nè, các bạn có cứng hay không là coi cái giờ bay, cái luyện giờ bay của các bạn. Cho nên bản chất cái lớp học online vừa rồi á, các anh em học cái phân tích kỹ thuật trong cái khóa đó thì tôi sẽ dạy hết cho mọi người hết tất cả những cái phân tích kỹ thuật từ indicator, trường phái tín hiệu cho đến trường phái mô hình. Và sau khi học cái đó rồi thì các bạn xua với các bạn luôn, các bạn ở ngoài bất cứ thầy bà nào phân tích kỹ thuật các bạn cũng biết họ đang nhận định đúng hay là sai, họ đang nhận định theo trường phái gì. Và chúng ta không còn bị mất tiền như năm 2017, 2018. Mất rất là nhiều tiền để đi học các thầy bà học về phân tích kỹ thuật này. Các bạn thấy không ạ? Các bạn nghiệm lại có phải thì những cái thầy bà năm năm ấy phân tích kỹ thuật giỏi các kiểu thì bây giờ họ họ có thắng được hay không?
họ vẫn bị những cái khác chi phối như tranh chấp tâm lý nè. Hoặc bây giờ phân tích Bitcoin, ok, Bitcoin nó về cái ngưỡng đâu đó tầm khoảng nó sẽ lên là 14k, thế thì những cái cú giật như vậy thì sau đó bây giờ Bitcoin nó lên sắp tới nè, nó chuẩn bị nó lên tầm khoảng 6k đấy, 6k 1 đến 6k 4 thì bắt đầu nó sẽ rớt xuống mạnh. Nó rớt xuống mạnh rồi á, sau đó giả sử nó lên là 14k thì nhìn lại những cái người mà trước đó họ còn giữ Bitcoin không là một cái câu chuyện hoàn toàn khác, bởi vì cái tâm lý của họ khác. Hoặc phân tích là vàng nó sẽ đi lên đúng không ạ? Nhưng bây giờ vàng nó lên như thế này, một lát mà nó có một cái cây đỏ mà nó rớt đâu đó khoảng nửa cái chặng đường nó lên như thế này. Sau đó nó lên lại tiếp, nó mới lên tiếp. Thì cái khoảng mà nó rớt như vậy á thì những cái người mà bị còn có nằm trên thuyền hay không á là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Cho nên nó lại là nằm ở cái phần là tâm lý cá nhân rất là quan trọng. Cái việc phân tích kỹ thuật đúng đối với cái việc mà kiếm được tiền là hai cái phạm trù nó khác nhau nha mọi người, là hai phạm trù khác nhau. Và nhiều ông admin ở trên thị trường này phân tích kỹ thuật rất là giỏi, rất là chuẩn, nhưng họ không có kiếm được tiền là bởi vì họ thiếu cái gì? Họ thiếu cái thực chiến, họ thiếu cái giờ bay. Có những trader mình biết, một số anh em trader ở Hà Nội có một cái nhóm trader là một năm họ sẽ tổ chức một lần để các anh em gọi là chơi thi giải với nhau. Và những anh em trader đó họ không có hoạt động cộng đồng, họ không có giỏi về dạy, họ không có giỏi về phân tích kỹ thuật, họ chỉ giỏi về một số, tức là họ rành về một số cái lĩnh vực và họ một số cái mảng á, họ đánh đúng những cái mảng đó. Họ học một chiêu mà họ học 1.000 lần, họ chỉ đánh đúng cái phương pháp đó thôi và họ thắng, đơn giản như thế. Đấy, để cho anh em chúng ta biết một điều là phân tích kỹ thuật là một chuyện, mà phạm trù kiếm tiền là một cái chuyện khác, hai cái đó là hai phạm trù khác nhau. Và cái phần tâm lý cá nhân này chúng ta sẽ có được từ cái gì ạ? Từ cái việc là chúng ta sẽ hoạt động trong đội nhóm, ví dụ trong cái group online của chúng ta sẽ phân tích, chúng ta nhận định mỗi ngày, chúng ta đánh. À, ví dụ như tại vì nếu như chỉ có một mình trong khi khi mà anh em học cái lớp online, ví dụ như lớp học viên các bạn hỏi thì chỉ có một mình trả lời, mình sẽ có thể là mình sẽ không có trả lời hết cho mọi người. Nhưng vừa rồi có cái lớp F1 rồi, đây mình đã làm xong cái lớp F1 thì các bạn trong đó kiến thức khá vững. Bây giờ anh em có thể hỏi con bất kỳ, là anh em trên đó sẽ có nhiều anh em họ nhận định cho chúng ta. Nhận định à con này mua được hay không, con này không mua được, hay là con này nên mua các kiểu. Thì chúng ta cần hoạt động trong một cái cộng đồng mà trong đó có nhiều người có kiến thức. Thì bắt đó lúc đó đó chúng ta sẽ biết cái sự việc đó đúng sai như thế nào, và chúng ta dần dần chúng ta mới 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 đà đà tiến lên. Và cái phần tâm lý cá nhân này nó sẽ chiếm 25% trong cái tỷ lệ, còn 25% còn lại nó là tâm lý đám đông. Cái tâm lý đám đông này nó dễ không dễ mà khó không khó. Cái 25% tâm lý đám đông này là chúng ta phải phân tích được. Giả sử tôi lấy một cái ví dụ mình tôi mở cho anh em mở cho các anh em một cái địa chỉ ví mà mình theo dõi, một cái địa chỉ ví, các bạn thấy không ạ? À, đây là một cái địa chỉ ví vừa rồi nó xả ra là 4.300 Bitcoin và 3.900, tổng cộng hai cái đợt này nó xả hơn 8.000 Bitcoin, nó xả khoảng 8.200 Bitcoin, với nó xả với cái ngưỡng giá 5.289, nó xả. Sau đó nó mua lại cái giá là vài trăm, là nó mua dần dần, là nó mua lại giá 5.265, thấy không? Có nghĩa là một Bitcoin nó chỉ cần lãi khoảng 20 đô thôi, 20 đô thôi, các bạn thấy không ạ? Và nó mua dần 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 lại, thấy không ạ? Một cái ví dụ thế thì cái ví dụ như vậy, thế thì chúng ta sẽ có một cái điều là chúng ta phân tích, ví dụ mình mở Bitcoin ở cái chạc 1 giờ rồi. Rồi chúng ta mở chặt 1 giờ chúng ta xem. Phân tích tâm lý đám đông là chúng ta phải quan sát xem đây. Đây nha. Bây giờ giá Bitcoin đang là 5.000 đúng không ạ? Phân tích tâm lý đám đông là gì? Chúng ta sẽ quan sát là giả sử bây giờ Bitcoin mà giá từ 5.000 nó leo lên được cái ngưỡng trên này. Nó leo lên được cái ngưỡng trên này là cái ngưỡng là bao nhiêu ạ? 6.100. Thì điều gì xảy ra? Chúng ta phải suy nghĩ. Và nó leo lên tiếp được cái ngưỡng trên này 7.900 thì điều gì xảy ra? Chúng ta phải đặt chúng ta là vị thế của những cái người mà đã lỡ giao dịch trong cái giai đoạn này. Đã lỡ giao dịch trong cái giai đoạn này. Sau đó Bitcoin nó rớt một phát như vậy rất là nhanh.
họ không thoát hàng kịp thì họ làm cái gì? Ở giai đoạn này họ không thoát hàng kịp thì họ làm cái gì? Lúc đó những cái người mà đã mua ở cái ngưỡng mà 8K, thậm chí 10K mà bây giờ đối với họ là cái việc mà giá nó lên lại á, là một cái ước muốn rất là to lớn, họ không cần lãi. Tại vì trong cái khoảng thời gian này họ đang cầu thần, cầu Bồ Tát đúng không ạ? Họ thề với Chúa các kiểu, họ cầu chỉ cần cho giá nó quay lại thôi, con thề là con không chơi. Thấy không ạ? Con rút tiền ra con không chơi, trò này scam quá rồi, con không chơi nữa, lừa đảo không, không chơi. Thấy không ạ? Cho nên khi mà giá nó quay lại, giả sử nó quay lại cái ngưỡng là 6.100, thì các bạn quan sát ở trên cái ngưỡng 6.100 này có rất là nhiều cây nến, mỗi cây nến như vậy thì nó sẽ có cái lượng giao dịch. Mà cụ thể hơn là chúng ta nhìn ngay cái giai đoạn này thì chúng ta có một cái lượng volume mua bán rất là lớn nằm trong cái khung này, nằm trong cái khung giai đoạn này, thấy không ạ? Nằm trong khung giai đoạn này. Thế thì sau nhìn những cái volume hiện giờ nè, những cái volume hiện giờ nè, nó không có cái mức vượt bậc so với cái giai đoạn này. Thế thì ở cái đoạn này nó đu đỉnh rất là nhiều, nó đu đỉnh rất là nhiều, rất rất là nhiều người kẹt hàng trên này. Thế thì nếu như mà Bitcoin nó lên được cái ngưỡng này thì chúng ta phải đối diện một cái thực trạng là cái đám trên đây nó sau bao nhiêu ngày nó cầu thần, cầu bà, cầu Bồ Tát, nó sẽ làm gì? Nó xả xuống, nó xả một cái lượng hàng xuống. Thế thì cái đám mà tham lam kỳ vọng là giá sẽ lên á, mua bây giờ giá sẽ tăng á, cái đám đó nó phải thật sự có một cái volume lớn, đủ lớn để ngốn hết hàng của cái đám xả hàng này, thì lúc đó Bitcoin mới có kỳ vọng là lên tiếp. Nếu như cái đám đó nó không có đủ cái lượng mua vào đủ lớn so với cái lượng xả hàng ra, thì lúc đó Bitcoin rớt xuống tiếp. Có nghĩa là lúc đó chúng ta sẽ dự định là chúng ta tâm lý đám đông, chúng ta phải phân tích được là đến cái đoạn này nè thì điều gì xảy ra, giá nó lên thì chúng ta phải sẽ thấy chứng kiến một cái đoạn là phe bò và phe phe gấu nó đang giao tranh với nhau. Thế thì cái cách tốt nhất là nếu như chúng ta mua Bitcoin ở bây giờ mà giá nó lên thì chúng ta chốt lời ngay cái đoạn giữa này, gần tới cái ngưỡng này thoát ra khỏi thị trường. Đến lúc đó không cần biết là phe bò hay phe gấu đang thắng, chúng ta không cần quan tâm, chúng ta chỉ cần biết là chúng ta ôm tiền lãi cái đã. Lúc đó nếu như nó đi xuống nữa thì tôi mua, hoặc nó đi lên tiếp thì tôi mới mua tiếp nữa chẳng hạn. Lúc đó chúng ta mới tính tiếp. Có nghĩa là chúng ta phải né những cái vùng giao tranh ra ra. Cái đó là cái phân tích tâm lý của đám đông. Một cái ví dụ thứ hai, phân tích tâm lý đám đông là rất là nhiều người bị mắc kẹt ở cái chỗ là các bạn không để ý. Ví dụ giỏi về phân tích kỹ thuật, thậm chí nhiều ông admin ở những cái group cũng bị dính cái việc này. Họ phân tích kỹ thuật rất là ok, phân tích những cái đồng altcoin, nhưng họ quên một điều là đồng altcoin vốn hóa nó không có nhiều, nó rất là bé. Thế thì giả sử họ ra một cái kèo là con Wall, hoặc là một cái kèo altcoin bất kỳ trên BKC mà cái vốn hóa nó bé, mà nó trùng với những cái group lớn mà đang ra kèo, thì điều gì xảy ra? Lúc đó cái phân tích kỹ thuật của các bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi cái lệnh buy sell target SL của những cái group đó. Đó là cái phần mà kênh cất, nó sẽ kênh cất và cái tâm lý đám đông mà chúng ta không phân tích được đấy, nó sẽ ảnh hưởng. Cho nên ở cái ngành này, nếu như muốn các bạn muốn grow lên, các bạn bắt buộc các bạn phải thứ nhất là tham gia Telegram. Tại vì Telegram nó sẽ đưa chúng ta đi nhiều cái group, những cái group đó là minh bạch, họ sẽ thông tin nó chính thống. Ví dụ chúng ta nói sai một cái điều gì đó là tụi nó chửi lên đầu chúng ta liền, thấy không ạ? Ví dụ bây giờ mà ai lên những cái group mà Forex nói vàng, vàng không là cái nơi mà trú ẩn của các nhà đầu tư, nói thử đi là tụi nó chửi mình sắp mặt luôn. Cái lượng gạch đá mà nó ném cho chúng ta là đủ xây cả cọ lâu đài, hay mà bởi vì đó là một cái thông tin sai lệch, mà một cái thông tin hết sức là basic mà chúng ta không biết mà chúng ta sai. Cho nên cái Telegram nó hay chỗ đó. Và Telegram là một cái phần mềm, nó có thể giúp cho chúng ta là vào những cái group mà rất là đông người, nó khác với Viber hay là Zalo. Cho nên nếu như những cái thầy bà mà trước đó chúng ta học, họ không chỉ chúng ta vào Telegram, thì những thầy bà đó có vấn đề. Một là họ ngu thật, họ không biết Telegram. Hai là họ ngu giả, họ sợ chúng ta vào Telegram nhiều quá, họ không tự tin với kiến thức của họ. Họ sợ chúng ta vào Telegram nhiều, chúng ta học được nhiều, thì bắt đầu chúng ta phát hiện những cái sai ngớ ngẩn của những thầy bà cũ đó và họ mất mặt. Cho nên nói luôn, tất cả các khóa học ở bên ngoài, nếu như anh thầy bà mà hướng dẫn các bạn vào Telegram thì những người đó ok. Còn những người mà không vào thì rơi vào hai trường hợp như lúc nãy mình nói, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta vào Telegram chúng ta nên vào nhiều group, và vào nhiều group có thể sẽ làm cho chúng ta bị loãng, bị đau đầu, bởi vì có những cái group họ chửi thề rất là nhiều, có những cái group rất là văn minh, nói chuyện các kiểu rất là ngọt đúng không ạ, nhưng sau đó chúng ta mất tiền không ạ. Và cái vị thế chúng ta là chúng ta vào những cái group đó, cái nào hay thì chúng ta học,
cái nào không hay chúng ta lặng lẽ chúng ta cười, chúng ta đi ra hoặc chúng ta đừng có đọc, đơn giản như thế này thôi. Và Telegram nó chỉ có mục đích là giúp cho chúng ta có kiến thức, còn những cái không cần thiết chúng ta thì bỏ qua, chúng ta không cần thiết phải tranh chấp với đám đông. Tại vì chúng ta tranh chấp với đám đông là chúng ta đang đi ngược trend. Ví dụ có những cái group Telegram nó đang làm đa cấp, đúng không ạ? Ví dụ những cái group như OneCoin, chúng ta vào mà chúng ta nói OneCoin là lừa đảo, quay đừng có chơi nữa, là trong cái cộng đồng OneCoin đó nó chửi mình sắp mặt lờ luôn luôn, mặc dù mình nói đúng hay là sai chăng nữa nó không cần biết. Chống lại đám đông nó chửi mình sắp mặt lờ, nó chửi xong nó lóc mình nữa. Cho nên cái việc là chống lại đám đông thì khuyên các bạn không nên chống lại. Cho nên mỗi cái group nó sẽ có một cái văn hóa. Ví dụ có những cái group rất là lớn mà họ chửi thề không, mà chúng ta vào chúng ta thấy chúng ta chửi của nó, chúng ta nói của nó sao sao chửi thề không vậy, bắt đầu của nó chửi chúng ta tiếp nữa. Cho nên chúng ta phải đi thuận theo trend là như vậy đấy. Và để khá lên trên thị trường này các bạn nên vào nhiều group Telegram các bạn tham khảo đấy nha. Rồi tiếp đến cái buổi hôm nay muốn cho các bạn biết thêm một điều là có bốn cái nhà cái lớn ở trong thị trường này, của tất cả các thị trường chứ không phải là trong thị trường này không, từ bất động sản cho đến chứng khoán, cho đến forex, cho đến coin, đều tồn tại bốn cái nhân tố nhà cái. Và để trước khi để trước khi học cái bốn cái nhân tố nhà cái này thì có một cái vấn đề mà mình muốn anh em về làm. Các bạn về các bạn lấy một tờ giấy A4, các bạn về các bạn lấy một cái tờ giấy A4 như thế này. Anh em chúng ta chia ra làm đôi, tại vì chúng ta đã bước vào cái thị trường tài chính này, cái mục đích của chúng ta là kiếm tiền. Thế thì những cái việc mà đi ngược lên cái mục đích kiếm tiền thì chúng ta phải mạnh dạn dẹp nó đi đó nha. Nếu các bạn muốn sống được lâu dài trong thị trường tài chính này và muốn kiếm được tiền thì mạnh dạn dẹp nó đi. Đầu tiên chúng ta lấy tờ giấy A4, chúng ta chia làm đôi, chúng ta sẽ chia ra một cái phần mình tạm gọi đó là âm và dương. Cái phần âm này là cái phần dương này là cái phần thu nhập của các bạn mỗi tháng nè. Ví dụ tháng này tôi có tiền lương, đúng không ạ? Có tiền cho vay, đúng không ạ? Có tiền thuê nhà, thấy không ạ? Có tiền các kiểu, thu nhập chúng ta gạch vào dòng, chúng ta có xem cái thu nhập mỗi tháng chúng ta là như thế nào. Và cái phần âm này là cái phần, nói nôm na cái phần này là cái phần thu nè. Cái phần thu mỗi tháng của chúng ta nè. Còn cái phần này là cái phần chi nè. Cái phần chi mỗi tháng nè. Thì lúc đó ví dụ mỗi tháng này chúng ta chi là tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà, đúng không ạ? Tiền cà phê, tiền thuốc lá, tiền nhậu, tiền với bồ nhí, tiền ABCD, tiền các kiểu, chúng ta liệt kê ra hết. Sau đó chúng ta nhìn một cái tổng quan, chúng ta nhìn một bên thu và một bên chi. Cái nào không quan trọng, thật sự không quan trọng thì chúng ta cắt bỏ cái phần này. Tài chính của các bạn sẽ tăng lên khi các bạn tăng được thu nhập, đúng không ạ? Nhưng nếu như tăng thu nhập mà chi nhiều thì các bạn vẫn nghèo, rõ ràng đúng không? Thế thì giả sử chúng ta không tăng được cái thu thì bắt buộc chúng ta phải giảm cái chi đi, giảm cái chi không cần thiết đi. Và cái công thức này là cái lớp của Ren CC. Trước đây nhiều năm trước tôi đi học, tôi học 2.400 đô, và một trong những cái điều đơn giản ông dạy tôi là làm như thế này, cho nên mình chia sẻ luôn cho các bạn làm. Cái này nó nói đơn giản nhưng thực ra nhiều người không làm được, họ không làm được. Các bạn làm cái điều này, và ví dụ như tôi gạch ra, tôi thấy là bây giờ nè, sáng sớm mà đi mỗi ngày mỗi tuần mà thằng bạn nó rủ mình ra cà phê với nó mà không lòi ra tiền, dẹp mẹ đi, nó toàn nó khai thác kiến thức của mình không à, mình còn mất chứ mình không có được. Và thằng này nó nghèo hơn mình, kiến thức nó cũng yếu hơn mình, dẹp không chơi nó. Không, tôi rất là thẳng và thật, cho nên có thể có một số bạn sẽ giật mình. Hoặc ví dụ anh em lâu lâu gọi đi nhậu, cái khoản này không cần thiết, đi nhậu để nghe nó kể chuyện của vợ bạn thân nó, không cần thiết, không lòi ra tiền, dẹp. Tôi đi nhậu hoặc là tôi đi cà phê với ai, tôi sẽ đặt mục đích là cái người mà tôi gặp liệu tôi có thể khai thác được cái gì, hoặc tôi có một cái cơ hội nào đó để kiếm tiền, có thì đi, không thì thôi. Nó đơn giản như thế này. Ví dụ thuốc lá hại sức khỏe, không cần thiết, gạch. Rượu bia, dẹp, gạch, đúng không ạ? Thế thì các bạn gạch dần này, và phải kỷ luật giảm cái phần chi đi. Nếu như không tăng được thu thì bạn cũng đã khá ok rồi. Sau đó mới tính tiếp đến phần thu. Ví dụ bây giờ tôi lương tháng nè, tôi có tiền nè, vợ tôi mở tiệm tạp hóa ở nhà nè, cũng có thu nhập nè, ok nè. Bây giờ nếu như mà tôi có kiến thức nữa, tôi có giỏi về phân tích kỹ thuật, đúng không ạ? Tôi đánh coin, đánh forex, tôi có thêm thu nhập nè, thì ok nè.
Thấy không ạ? Mà tôi có cái khoản nào đó tôi cho vay nè, thu nhập thì ok nè. Và vận hành cái công thức này để tăng thêm thu nhập. Đấy, các bạn cứ làm thử, không cần bao nhiêu lâu đâu, các bạn làm thử 2 tháng thôi. Các bạn sẽ thấy cái xem lại cái thu nhập của mình như thế nào. Là một. Cái thứ hai là một cái việc thứ hai. Là một tháng chúng ta sẽ có 4 tuần. Ai học cái lớp cơ duyên triệu phú thì sẽ biết cái điều này. Một tháng chúng ta có 4 tuần đúng không ạ? Thế thì mỗi tuần chúng ta hãy đi mời một cái người mà có kiến thức hoặc cái năng lực tài chính hơn chúng ta. Mời họ đi ăn trưa. Ăn trưa cũng được, ăn tối cũng được, nhưng mỗi tuần nên mời, nên chọn ra một người mời. Các bạn có thể mời trùng họ càng tốt. Thấy không ạ? Tại vì sao? Tại vì có một cái công thức là nếu như bạn có 5 người bạn, nếu như bạn có 5 người bạn thì lúc đó cái thu nhập của bạn á sẽ là trung bình của 5 người đó. Không biết mọi người nghe qua cái câu này chưa ạ? Công thức đó chưa ạ? Đấy. Và khi các bạn mỗi tuần như vậy các bạn mời một người ăn, nếu mà xét về nhân quả đó, bên đạo Phật của chúng ta là chúng ta đang cho đi mà chúng ta không kỳ vọng nhận lại. Nhớ là không kỳ vọng nhận lại nha. Ở ngoài sẽ có những cái khóa NLP nó đang dạy, mà mình nói luôn là nó đang dạy sai với luật hấp dẫn, nó đang dạy sai với luật nhân quả. Nó dạy chúng ta là muốn có cây ổi chúng ta phải trồng cây ổi, đúng không ạ? Đúng đấy, nó nói đúng đấy. Nó dạy chúng ta là muốn có trái xoài thì chúng ta phải trồng cái hạt giống xoài. Và nó dạy chúng ta là muốn có tiền thì chúng ta phải đi cho tiền, thấy không ạ? Là sai nha. Là sai. Bạn sẽ nhận được khi bạn cho, bạn không kỳ vọng trông mong lấy lại thì bạn mới nhận được. Cái đó là luật nhân quả. Chứ không phải như NLP là muốn có cái gì là phải cho cái đó trước. Nó nghe cũng đúng đúng đấy, nhưng mà thực ra nó lại đi sai đấy nha. Nó đi sai. Cho mà kỳ vọng thì sẽ không nhận được đâu. Ví dụ tôi có một cái thói quen là tôi hay mời những ông sếp cũ tôi, mà nói thật với các bạn, những cái người mà tôi mời, những cái người mà sếp cũ tôi đều lớn hơn tôi ít nhất là 15 tuổi, tức là đều lớn hơn tôi một con giáp. Tôi mời họ đến nỗi mà thậm chí họ họ nói với tôi như thế này: tao nói thật, mày có làm lỗi gì với tao không? Sao mày mời tao ăn hoài vậy? Các bạn hình dung mà mời đến cái độ mà đến một cái lúc nào đó, những cái người đó họ có một cái cơ hội nào đó kiếm tiền, họ nghĩ ngay đến tôi liền, mặc dù tôi không kỳ vọng họ sẽ tìm đến tôi, nhưng họ bóc điện thoại nói: alo, à anh đang có một cái lượng USDT lớn nè, tụi nó xả qua nè. Đấy, tại vì sao? Tại vì họ đang cảm thấy họ mắc nợ tôi, mặc dù tôi không có đòi họ. Các bạn thấy không ạ? Cho nên chúng ta hãy làm một cái công thức thử, và các bạn test thử công thức này trong vòng 3 tháng, chắc chắn với các bạn sẽ tăng thu nhập lên. Mỗi tuần các bạn mời một cái người sếp các bạn ăn, một cái người bất kỳ ăn, ăn chưa? Sau đó tuần thứ hai các bạn mời, các bạn làm liên tiếp khoảng một tháng là các bạn sẽ có mức đi 4 tuần, và các bạn đã mời được bao nhiêu ạ? 4 nhân 4 là 16 người, đúng không ạ? Một tuần các bạn mời một người đúng không ạ? Đâu, một tháng 4 tuần thì bạn chỉ cần mời được 4 người thôi. Các bạn làm 2 tuần thì bạn sẽ được 8 người, 8 người, 8 lần như vậy. Đấy, bạn làm 8 lần như vậy. 3 tuần thì được là 12 lần như vậy, 12 người như vậy. Bạn mời thì bắt đầu khi mà bạn mời á, mời những cái người đó thì trong chắc chắn với các bạn một điều là trong cái buổi ăn họ không thể họ ngồi họ ăn với các bạn không. Họ sẽ ngồi họ nói chuyện với các bạn, hoặc những cái người trên cơ chúng ta họ sẽ dạy cho chúng ta những cái kiến thức, những cái hay. Chắc chắn cái buổi ăn đó của các bạn sẽ không phí đâu, chỉ sợ là họ không đi ăn với các bạn thôi. Đấy. Và cứ làm như vậy thì đến một lúc nào đó tự động có một cái cơ hội nào đó của những cái người mà có thu nhập, có cái tài chính, có kiến thức hơn chúng ta. Có cơ hội họ sẽ tự động nghĩ đến chúng ta, bởi vì họ cảm thấy chúng ta họ nợ chúng ta, hoặc là họ cảm thấy chúng ta quá thân thiện với họ, họ cảm thấy áy náy. Các bạn cứ làm cái điều này đi, nó không mất bao nhiêu tài chính của chúng ta đâu. Đấy, thực hiện cái điều này. Rồi, khi thực hiện cái điều này rồi, bắt đầu chúng ta quay lại cái câu chuyện về thu chi. Chúng ta chơi ngành tài chính này, bất kỳ cái trò nào chúng ta phải quan tâm là có bốn thằng nhà cái. Đầu tiên là thằng băng cơ. Thằng băng cơ. Thằng thứ hai là thằng broker, hay còn gọi là miner. Thằng thứ ba, đây thằng thứ ba này rất là đặc biệt, có thể sống nha. Thằng thứ tư là thằng trader, trader hay còn gọi là investor. Tất cả các cái mô hình tài chính trên cái thị trường này đều không thoát khỏi bốn cái mô hình này, đều nằm trong bốn thằng này là thằng nhà cái. Tức hay nói nôm na là bốn thằng này là thằng có thể kiếm được tiền,
Và ai nằm ngoài bốn thằng này là mất tiền và mất rất nhiều tiền. Anh em nhớ nha. Mình nói từ cái cấp độ thấp nhất, cấp độ cao nhất. Đầu tiên là thằng banker. Thằng banker là gì? Là thằng ngân hàng. Nghe coi là chúng con biết đúng không ạ? Banker này là ngân hàng, và ngân hàng này là ở tất cả các cái mô hình tài chính từ lớn cho đến nhỏ đến quốc gia đều thằng ăn tiền đầu tiên là thằng banker. Ví dụ các bạn chơi bất động sản, các bạn muốn mua bán bất động sản, các bạn cũng phải buộc làm gì ạ? Các bạn cũng phải buộc có cái tài khoản ngân hàng để làm gì? Chuyển khoản vào ngân hàng để làm gì? Để thu thuế thôi, chả gì cả. Cho nên những cái thằng banker này là chính phủ nó sẽ nắm, chúng ta không có nắm được, chúng ta không làm, chúng ta không phải thuộc diện của nó. Lại là banker. Và các bạn chơi bất kỳ trò nào cũng phải thông qua nó, cả cryptocurrency, Bitcoin, các bạn cũng phải đăng ký internet banking. Đăng ký internet banking các bạn mới chuyển khoản được. Chơi forex các bạn cũng phải có tài khoản ngân hàng các bạn mới giao dịch được, hay không ạ? Đến thị trường, đến những cái thị trường bất động sản, chứng khoán các kiểu đều đều phải như vậy. Cho nên càng nhiều trò game thì càng banker này nó càng thu được nhiều phí, và đây là một cái nguồn lợi nhuận rất là lớn của quốc gia. Cho nên chúng ta phải biết đây là thằng nhà cái lớn. Thế thì giả sử chúng ta không chống cự được thằng nhà cái này Bạc Long, thì là hồi nãy có hai cái khu chi các bạn nhớ không ạ? Chúng ta không thay đổi được thì chúng ta giảm thiểu nó đi bằng cách, ví dụ chúng ta đã giao dịch trên thị trường tài chính này nhiều, bắt buộc chúng ta phải giảm đi bằng cách là chúng ta đăng ký tài khoản gì ạ? Tài khoản nào mà nó ít phí mà thuận tiện nhất. Ví dụ ai mà chơi cryptocurrency mua bán Bitcoin mà các bạn dùng Vietcombank là cô đánh giá rất là dở. Tại vì sao? Nói không phải nói xấu Vietcombank nhưng rõ ràng nó xấu thật. Là tại vì thứ nhất, chưa nói đến việc phục vụ nha, là Vietcombank thì nội mạng ngoại mạng đều tính phí, thấy không ạ? Các bạn ra ATM các bạn rút tiền bị tính phí. Các bạn chuyển nội mạng ngoại mạng mà vào ngày thứ sáu thì có thể là đến thứ hai mới nhận được tiền, ảnh hưởng cái việc giao dịch của chúng ta, đúng không ạ? Và bị giới hạn, ví dụ chuyển bằng app trên điện thoại của Vietcombank là các bạn chỉ chuyển tối đa được 100 triệu thôi, mà không được chuyển một lần đâu, chuyển hai lần, mỗi lần 50 triệu để làm gì? Để thu phí hai lần. Và nếu mà chuyển qua website trên điện thoại thì các bạn trên laptop các bạn chỉ chuyển được 300 triệu thôi. Có thể chuyển hơn nhưng phải đăng ký và lại phải mất mất phí. Thế thì chúng ta không thay đổi được. Thằng nhà cái nó Bạc Long thì chúng ta tìm những cái ngân hàng khác nó hỗ trợ tốt hơn. Ví dụ một trong những cái mà tôi muốn giới thiệu với mọi người là Techcombank. Tại vì sao? Techcombank nó chuyển rất là thuận tiện, nội mạng, ngoại mạng đều không tính phí và 24 trên 7 chuyển khoản nhanh, không mất phí. Nó rất là thuận tiện và một ngày có thể chuyển trên 800 triệu, thậm chí 1 tỷ, 2 tỷ đều không mất phí. Cho nên ai mà giao dịch nhiều rõ ràng chúng ta phải lựa chọn, thay vì chúng ta đừng coi nó nhỏ. Tại vì chúng ta mà ví dụ vừa chơi chứng khoán, vừa chơi bất động sản, vừa chơi Bitcoin, vừa chơi Forex mà nội cái thằng banker này nó lấy không là một năm một tháng thôi rất là nhiều tiền, đúng không ạ? Tại vì chúng ta đã xác định, chúng ta học tài chính là chúng ta phải kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền. Trong vòng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm nữa tôi phải có thu nhập hơn. Cho nên bằng mọi giá cũng phải giảm thiểu những cái không cần thiết. Đấy. Và chúng ta hạn chế thằng banker đầu tiên này đó, nó sẽ kiếm tiền chúng ta. Chúng ta không thay đổi được thì chúng ta hạn chế nó. Tiếp đến cái thằng thứ hai là thằng broker hay còn gọi là miner. Nghe quen không ạ? Và nói nôm na thằng này là thằng thằng sàn. Sàn tức là nó là trung gian, nó giải quyết cái việc giao dịch giữa hai người, giữa người mua và người bán. Nó không quan tâm người mua người bán thắng kiếm được tiền hay là mất tiền. Cái việc của nó là nó phải thu phí, hay không ạ? Thế thì Remicano có phải là sàn không ạ? Nó là sàn đấy, nó là miner, là broker đấy. Nó là sàn trung gian đấy. Binance cũng như vậy, Huobi cũng như vậy. Năm 2017 nếu như ai mà trade Bitcoin mà đăng ký trên sàn Bitget hay là Bolo là có biết các bạn thua nhiều hơn thắng. Nếu như ai chơi ngắn hạn ấy, là thua nhiều hơn thắng. Thắng các bạn mà chịu thắng, nếu mà thắng được trên sàn đó, các bạn chỉ có hold thôi. Các bạn chỉ có chơi dài hạn mới thắng thôi. Tại vì sao các bạn biết không? Năm 2017 Bitget và Bolo nó thu phí một lần rút ra khỏi rút USDT ra khỏi tài khoản đó, nó thu một lần là 20 đô. Nó thu một lần là 20 đô. Cho nên liệu bạn cái cú trade đó bạn có thắng được trên 20 đô hay không? Mà bạn đánh trên sàn đó, thấy không ạ? Đấy là một cái ví dụ. Ví dụ bây giờ nếu mà ai mà mua bán mà đăng ký mua bán trên Remicano là xong rồi. Tại vì Remicano mất 7 lần phí, tính kỹ lại mất đến 7 8 lần phí và phí không hề rẻ. Cho nên đối với anh em trader chuyên nghiệp thì họ chỉ lấy Remicano là một cái thước đo, tức là lấy giá mua giá bán và họ quy ra họ sẽ giao dịch trên đâu ạ? À? Trên Huobi, trên VCC, trên T-Rate, thậm chí trên chợ đen. Đó. Và cái công thức này nó cũng là cái việc là giảm chi không đáng kể
thay vì cô không tăng được thu nhập thì cô phải giảm chi. Đấy, nó cũng đơn giản đi theo cái công thức đó, thấy không ạ? Cho nên cái broker này nó sẽ luôn lấy phí của chúng ta sẽ luôn mất tiền, chúng ta không chống cự lại được nó. Ví dụ bạn chơi trên sàn Binance là bạn bắt buộc phải trả phí cho nó rồi, chơi trên sàn Huobi là phải trả phí Huobi, mà chơi trên sàn Remicano là phải trả Remicano rồi. Cho nên chúng ta không thay đổi được nó thì chúng ta phải lựa chọn những cái sàn giao dịch mà nó thanh khoản lớn, phí nó thấp. Ví dụ mua bán USDT thì cô khuyên là lên thằng OKC Huobi, lên VCC, lên T-Rex, thấy không ạ? À, và cái phần này có một cái phần rất quan trọng mà mình chỉ chia sẻ trong cái bên học viên thôi. Ngày hôm sau, ngày thứ năm các bạn nhớ nhắc tôi chia sẻ phần này nhé, nó cực kỳ quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng đến cái việc mà sắp tới giao dịch của chúng ta đấy. Lộn xộn là vì dính nhiều cái chữ dính chưởng nhiều lắm. Tiếp lên quay lại cái phần broker này, thế thì mình câu hỏi các bạn là 5 cam có phải là broker không? À, 5 cam tổ chức sòng bạc nó là broker chứ còn gì nữa. Nó đâu quan tâm là người ta vào chơi thắng hay là thua đâu, nó chỉ cần lấy phí thôi, nó là một hình thức broker. Thế thì có phải là tất cả các cái trò game tài chính trên thị trường này nó đều thông qua thằng băng cơ đến broker? Băng cơ nó vặt lông đầu tiên, sau đó đến thằng broker này nó vặt lông chúng ta thứ hai. Cái nhóm thứ ba mà chúng ta sẽ bị tụi nó vặt lông, cái nhóm số 3 này các bạn biết ai không ạ? Đó là những cái người ông thầy như tôi nè, những cái người gọi là teacher, những cái người leader, những cái người admin. Mà những cái câu chuyện này hầu như ở các group khác họ không biết, hay là họ biết mà họ không nói. Bởi vì lúc này sẽ xuất hiện những thầy bà không có năng lực, không dạy được người ta kiếm tiền, giàu lên vì bán khóa học. Ngành tài chính chúng tôi gọi là bán cuốc xẻng, tức là đến đến cái mỏ vàng đó đào được một cục vàng và hô hào lên ở đây có 10 tấn vàng, ăn 10 đời không hết. Và cái việc của họ là họ đứng ở ngoài mỏ vàng đó, họ bán cuốc xẻng, ai cũng nhảy vô đào mua cuốc xẻng của họ đào, và họ giàu lên vì bán khóa học. Và cái hình thức này ở ngoài rất rất là nhiều. Cụ thể năm 2016, 2017, các bạn mất rất là nhiều tiền bởi vì học những cái phương pháp giao dịch, học những cái indicator đúng không ạ? Học những cái Ichimoku, học về đủ thứ kiểu, sau đó lại mất tiền rất nhiều. Là bởi vì chúng ta học là chúng ta đang học cái gì ạ? Học cái lá, cái cành, chúng ta không phải học cái gốc. Không phải học cái gốc. Ví dụ cái đường giá này mình hỏi một câu là theo các bạn thì ở đâu có đường giá? Đừng có nói với tôi là trên TradingView có đường giá nha. Ở đâu có đường giá? Đường giá này nó được hình thành dựa vào cái lòng tham của con người. Mua, tham lam nó sẽ lên và bán. Đúng không ạ? Thì giá nó lên. Giá này nó lên nó dựa vào cái sự tham lam. Giá này nó xuống thì nó dựa vào cái sự sợ hãi tột độ của con người. Bây giờ tôi mua lỗ quá rồi, tôi không chịu được nữa, tôi bán thì làm cho giá xuống. Cho nên bản chất đường giá nó được hình thành bởi cái tâm lý giao dịch của con người. Mà tâm lý giao dịch nó sẽ phát sinh ra hành vi nó tạo ra đường giá. Từ cái đường giá này nè, nó hiện ra được 50 cây nến thì lúc đó có cái đường EMA 50, tức là đường trung bình. Thấy không ạ? Thậm chí Ichimoku cũng là đường trung bình của sau bao nhiêu phiên. Mỗi ví dụ đây là cái chặt ngày đi, thì sau 7 phiên thì đường EMA số 7 á, là trung bình giá của 7 cây nến, tức là trung bình giá của 7 ngày. Thì lúc đó từ cái đường giá này, từ cái tâm lý giao dịch nó tạo ra hành vi tạo ra đường giá mới tạo ra cái đường EMA hoặc là Ichimoku, hay mà hay là Moving Average hay là đường MA đó, nó tạo được những đường đó. Và từ việc tạo ra những cái đường, hoặc là nó tạo ra những cái đường giá này xong rồi, nó sẽ tạo ra những cái mô hình bướm, mô hình cờ các kiểu, đúng không ạ? Ví dụ đây là một cái mô hình hình chữ nhật, thấy không ạ? Đây mô hình mà chúng ta đi mất rất là nhiều tiền để đi học cái gì, học EMA, học mô hình, trong khi chúng ta quên cái gốc là cái gì, cái tâm lý nó sẽ phân tích ra được cái gì, cái hành vi mới tạo ra đường giá. Cho nên năm 2016, 2017, 2018 rất là nhiều anh em chúng ta mất rất là nhiều tiền đi học những cái lá, những cái cành ngọn không, mà chúng ta không hiểu cái gốc, cho nên càng chơi chúng ta càng gì, càng thua, càng chơi chúng ta càng thua. Chắc các bạn nghiệm lại xem đúng tôi nói đúng hay sai, các bạn sẽ cần nghiệm lại. Thế thì làm gì để thắng? Để thắng được các bạn phải có kiến thức về về phân tích kỹ thuật, xong rồi các bạn phải có giờ bay đó là luyện cùng các anh em học viên của chúng ta, luyện cùng ông thầy, luyện cùng các bạn.
luyện trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng tự động level chúng ta khác hẳn. Chúng ta khác hẳn với những người ở ngoài. Đấy. Thậm chí cô nói thật luôn, trong cái group học viên, trong cái group mà online ấy, bây giờ có nhiều bạn cô đánh giá là hơn cả mấy ông admin Khánh Thần ở bên ngoài rất nhiều. Tại vì nếu mà nói về phân tích kỹ thuật là những bạn nó phân tích hơn cả những ông kia rất nhiều. Chưa nói đến cái việc mà phân tích tâm lý nha. Đấy. Sắp tới mọi người một số bạn ở đây nè, sắp tới vào thì cứ đặt câu hỏi trên đó đi, họ trả lời cho các bạn, không cần đến cô trả lời. Đấy. Và quay lại cái nhóm thứ ba, cái nhóm thứ ba đây, cái nhóm thứ ba là cái teacher hay là leader, nó sẽ ăn tiền chúng ta, ăn tiền chúng ta, mà chúng ta hầu như chúng ta chơi bất kỳ trò game nào chúng ta cũng không thoát được. Ví dụ chúng ta chơi bất động sản thì sẽ có những cái người mà dạy khóa học bất động sản, đúng không ạ? Bất động sản thuê và cho thuê, đó là những cái nhóm người thứ ba này nó bắt lòng chúng ta nè. Và hầu như cuộc đời của những cái người mà trader chúng ta đâu tránh khỏi được những người này đâu, đâu tránh khỏi được ba cái bậc này đâu, những bậc này đâu, thấy không ạ? Tiếp đến là những người leader, leader thì nó lại đưa chúng ta vào những cái trò game lừa đảo khác. Mà bản chất thị trường này là mình nói rồi, là tiền, tiền và tiền. Cho nên bản chất thị trường này bắt đầu những ông leader, ông sẽ kêu chúng ta vào những cái trò như là huy động vốn, bỏ tiền vào những cái dự án mà tương lai năm 2090 chẳng hạn, nó sẽ ít 10, ít 100 chẳng hạn, đúng không ạ? Và chúng ta không sống khỏi mức đó. Đấy, nó vẽ rất bức tranh rất là đẹp và chúng ta bỏ tiền vào. Cho nên bản chất thị trường này cũng nhắc lại là tiền, tiền và tiền. Thế thì chúng ta nhớ một điều là bất kỳ cái trò game nào chúng ta phải xem lại, nếu như kêu tôi bỏ tiền mà gửi cho một cái người nào đó mà một ngày đẹp trời cũng muốn lấy lại mà tôi không biết nó ở đâu thì không được, không bao giờ làm việc đó, không nên làm việc đó. Bởi vì chúng ta đang bị cái ánh trăng lừa dối nó lừa đảo. Ví dụ bỏ tiền vào những cái dự án như Skyway, đúng không ạ? Gone Time chẳng hạn, cô chửi rất là nhiều trên cộng đồng các kiểu. Cô chỉ đặt một câu hỏi thôi, giả sử nó không trả các bạn thì ông mình thì tôi lên công an phường, ông công an phường dễ thương đáng yêu có trả tiền lại cho tôi hay không, hay hay là ông công an phường sẽ phải kêu chúng ta làm thủ tục, sau đó ông hỏi một câu, ủa cái lúc mà mày lấy lãi á thì mày có nhớ đến tao không, sao bây giờ mày thua nhiều tiền mày lại cần nhà nước hỗ trợ mày, và cái lúc mà mày mày ăn được nó trả mày 20%, 50%, ít 2, ít 3 tài khoản, mày có nghĩ đến là cái việc là mày phải đi đóng thuế cho nhà nước hay không, thấy không ạ? Và ở bên cái một cái group rất là lớn 16.000 người đã có hai trường hợp bị scam kiểu đó, và họ lên chia sẻ và thưa kiện các kiểu, sau đó họ bị mất, họ không lấy được tiền, bởi vì những người kia nó scam là nó mất tiền bà nó rồi có lấy được đâu, có giết nó đi chăng nữa, lấy bộ đồ lòng của nó cũng chưa chắc bán được. Nhưng cái họ mất là gì ạ? Họ phải mất tiền thuê luật sư các kiểu, thủ tục các kiểu, chưa kể đến cái việc sau đó nhà nước phạt luôn cả hai thằng luôn, một thằng huy động vốn và một thằng bị huy động vốn. Bởi vì nói với các bạn nha, ở trong cái thị trường tài chính này chỉ có những cái ngân hàng mới được phép, nhà nước cấp phép là huy động vốn, hoặc những tổ chức lên thị trường chứng khoán mới được cấp phép là huy động vốn thông qua cái cổ phiếu, trái phiếu các kiểu. Ngoài ra tất cả đều là trái phép hết. Cho nên có những cái trò game ở ngoài nó kêu anh em chúng ta là bỏ tiền vào mua dự án hay gì đó, tôi khuyên các bạn đừng có vào. Tiền các bạn đưa cho vợ các bạn giữ còn mất, chứ đừng có nói là các bạn đưa cho người khác giữ. Nhớ một câu này nha, cô hay nói đùa một câu là cái việc mà gửi tiền cho vợ nó cũng giống như việc bỏ con heo vậy đó, muốn lấy ra là phải đập, muốn lấy ra phải đập, thằng heo mà. Cho nên tiền tốt nhất trong thị trường tài chính này, tiền của bạn thì bạn giữ, còn thà bạn tự đánh cháy bạn không uất hận, đúng không ạ? Không ức chế. Cho nên có kiến thức thì dùng chính cái tiền đó chúng ta trade, chúng ta thắng được, chúng ta rút ra. Còn hơn là gửi cho một cái người nào đó và chúng ta kỳ vọng, gửi vào một cái dự án nào đó chúng ta kỳ vọng và chúng ta dễ bị mất. Đấy là cái bậc số 3, nó sẽ ăn tiền các bạn hoài luôn. Mà cái bậc số 3 này nó ăn tiền nhờ cái gì? Nó lấy tiền các bạn lại từ cái lòng tham. Vào trong thị trường tài chính này, nếu như các bạn xác định là có cái người này tốt lắm, đúng không ạ? Có dự án này ngon lắm, có cái anh leader này tốt lắm, anh chịu kiếm tiền, thì các bạn sẽ mất rất nhiều tiền. Bởi vì nếu như tâm lý các bạn vẫn còn thích free trong thị trường này thì các bạn sẽ còn chết dài dài. Không mất vì người này sẽ bị mất vì người khác. Chắc chắn với các bạn điều đó. Bởi vì một cái bản chất mà không bao giờ thay đổi của ngành thị trường tài chính này là bản chất gì ạ? Chốt lời. Nếu như họ chưa scam các bạn là bởi vì
chưa đạt được cái mức target. Cô nói luôn nha, thậm chí bây giờ mà ai hỏi cô bây giờ mà có sẽ cam cộng đồng hay không, tôi nói phải coi cái thằng đó nó trả cô bao nhiêu tiền. Bây giờ có ai trả tôi 10 tỷ đô, không dừng 10 tỷ đâu, 5 tỷ đô thôi là cô scam nguyên cộng đồng này liền luôn á. Tôi nói thật đấy, cho nên các bạn cũng đừng bao giờ kênh tôi luôn, không kênh bất kỳ ai luôn. Cái vấn đề bản chất câu chuyện ở đây là cái mức chốt lời của mỗi người là bao nhiêu. Hết rồi, hết rồi. Cho nên đừng có nghĩ là thị trường này luôn là bức tranh màu hồng, luôn có những cái người tốt và luôn có miễn phí chúng ta ăn. Không có đâu, chẳng qua là nó chưa lên cái mức chốt lời thôi. Tại vì chúng ta mua coin cũng như vậy mà, đúng không ạ? Chúng ta cũng đợi nó mức chốt lời thôi, chẳng qua là chưa lên mức chốt lời thôi. Nhớ một điều đó, và đó là một cái nguyên lý bất di bất dịch. Cho nên vào bất kỳ cái thị trường nào, những cái group nào mà cứ nghĩ là sẽ được hưởng free mãi, thì sau này chắc chắn các bạn sẽ bị thằng khác nó chốt lời một phát là rất là đau lớn. Tôi đã từng chứng kiến rất là nhiều người rồi. Đấy. Và đây là cái nhóm số 3 mà chúng ta sẽ bị mất tiền. Cái nhóm số 4 là trader, đây là cái nhóm tủi nhục nhất. Để đàm lễ là trader. Ai mà hỏi các bạn làm gì đừng vội nhận mình là trader nha. Trader hay là investor, là nhà đầu tư, là những cái người mà phải thắng có kiếm được tiền trên thị trường này. Đồng ý là có thắng có thua, nhưng chung quy là ít ra là phải thắng được tiền trên thị trường này thì mới là trader. Chứ mỗi năm mỗi tháng mà thua đều đều mấy tỷ, mỗi năm thua đều đều mấy tỷ thì đừng gọi là trader. Những người đó là player, tức là chơi chứ không phải là trader nữa. Trader là những người biết rõ cuộc chơi, nắm luật chơi và chơi tốt, gọi là trader. Còn những người nhảy vào chơi không biết những cái bí mật nhà cái, không biết rõ về thị trường này thì họ là đạp player. Mà đã là player rồi thì họ nằm ngoài cái bốn cái nhóm này, họ nằm ngoài bốn nhóm này thì họ mất tiền hết. Thế mà chỉ có bốn nhóm này mới có tiền thôi. Tại sao tôi nói cái nhóm trader là cái nhóm cỡ nhục nhất, là bởi vì để đạt được cái ngưỡng trader các bạn phải mất rất nhiều xương máu, kinh nghiệm, thậm chí tiền bạc, tình thân, uy tín, danh dự các kiểu để lên được cái ngưỡng trader. Cho nên trader không đơn giản đâu, không đơn giản đâu. Nói trước cho mọi người, thà cái buổi mà public như vậy mình nói xong rồi một số bạn ok nghỉ luôn, không chơi thị trường này nữa, chúc mừng các bạn có sự lựa chọn sáng suốt. Chứ còn hơn các bạn nghe những cái ông show tài khoản x 5 x 10 ngon quá, trader kiếm tiền không dễ, trader cũng nhàn đúng không ạ? Đấy, nhảy vào sau đó mất rất nhiều tiền, còn hơn như vậy. Thà tôi nói luôn cho các bạn để các bạn biết mà sợ. Mà muốn trader này rồi, các bạn ngoài cái việc mà học những cái phân tích kỹ thuật, các bạn phải có giờ bay, cái giờ luyện. Có nghĩa là học con sói đó, học kỹ năng săn mồi xong rồi, chính các bạn phải lao vào khu rừng nó săn mồi cùng những con sói đầu đàn. Dần dần các bạn sẽ cảm thấy khu rừng nó không đáng sợ nữa và rất là dễ để kiếm ăn. Nó đơn giản như vậy đấy. Cho nên ở ngoài, ví dụ ai nói là trader, cứ hỏi đại câu mua Bitcoin bằng cái gì, mua ở đâu, mua bằng Remicano, thì đây không phải là trader, đây là player, đây chỉ là người chơi thôi, chưa phải là người giao dịch tài chính nha. Nha, tại vì bạn không nắm rõ cái luật chơi rồi. Bởi vì ví dụ vừa rồi Bitcoin rớt, nhiều người nhảy, trời ơi Bitcoin ngon quá, mua được không? Tôi nói luôn, tôi không biết Bitcoin có cân hay không, nhưng bây giờ bạn mua là bạn đang bị âm 20% vốn, chắc chắn bị âm hơn 20% vốn. Tại vì sao các bạn biết không ạ? À? Vừa rồi cái cú rớt Bitcoin vừa rồi á, nhiều người nhảy vào mua, mà lúc đó USDT nè. Mình có làm một cái buổi livestream, một cái buổi buổi, buổi Zoom á. USDT lúc đó đang là 28 nha, 28, 29, bây giờ là 24 đấy, đang giảm dần rồi đó. Giá này có thể là tạm ok, tạm chấp nhận, nhưng mà tôi thì tôi không nhập đâu. Các bạn tưởng tượng, các bạn mua Bitcoin với cái mua mua Bitcoin dùng dùng USDT, mua Bitcoin mà bỏ Việt Nam đồng ra mua USDT với cái giá 28. Các bạn mua Bitcoin, Bitcoin không biết nó cân hay không. Nhưng bây giờ đô nó đang rớt còn 23 thì sao? Thì các bạn mất bao nhiêu phần trăm mà? Bây giờ không cần rớt 23, nó rớt 24.8 nè. Bây giờ mình lấy một cái máy tính mình bấm thử là 20 28.0 chia cho 24.8 là bay mất bao nhiêu ạ? À? 24.8 là bay mất 12%. Thế thì không cần biết bạn mua Bitcoin có lên được 12% không, chứ nếu mà quy ra đô là bạn đã bị âm 12% rồi. Đúng không? Đấy, đó là một cái câu chuyện rất là lớn. Đấy. Và nhiều người nói không,
tôi dùng Việt Nam đồng tôi mua hẳn Bitcoin chứ tôi không có mua đô mà mua Bitcoin, tôi đâu có ngu như vậy. Thật ra tôi dạy hơn là tại vì các bạn đang tính già hóa non, các bạn đang dùng Việt Nam đồng các bạn mua Bitcoin thì nó cũng đang quy theo tỷ giá USDT à. Không tin bạn bạn coi Bitcoin xong bạn quy ra Việt Nam đồng bạn coi đi, giá nó y chang nhau à. Tại vì thị trường này nó là một cái lưu nước và nó tự cân bằng với nhau, các bạn thấy không ạ? Đó là một cái câu chuyện khác nữa. Thì trong cái sắp kỳ trong cái buổi hệ thống giao dịch chúng ta sẽ được học cái phần này đấy. Và quay lại cái chỗ này, chúng ta mới là thấy mà thấy bốn cái hàng nhà cái này. Thế thì nếu như chúng ta muốn kiếm được tiền, rõ ràng chúng ta muốn kiếm được tiền, chúng ta bắt buộc chúng ta phải có kiến thức, chúng ta leo lên được cái ngưỡng này, chúng ta phải leo lên được cái ngưỡng trader chúng ta mới kiếm được tiền. Chứ chúng ta còn vòng vòng ở những thằng player ngoài này thì chúng ta mất tiền và mất rất là nhiều tiền, mất rất là nhiều tiền, thấy không ạ? Đấy, thế thì bây giờ hiểu rồi thì bây giờ chúng ta thoát khỏi cái kiếp nghèo này, chúng ta bắt đầu đi đi học thằng trader nè. Học trader rồi một thời gian, ai mà giỏi rồi, thậm chí bây giờ các anh mình trong cái group online 70 mấy người của mình ấy, mình đánh giá đâu đó tầm khoảng có 3 đến 4 bạn hiện nay có khả năng dư sức làm admin. Ví dụ họ có khả năng đứng lớp thì họ sẽ làm teacher, đúng không? Họ có khả năng mà phân tích các kiểu cho cộng đồng, họ sẽ là admin, sẽ là leader thì họ leo lên bậc 3. Thế mà sau này họ có uy tín, họ có name rồi đấy, cái group của họ có name rồi đấy. Ví dụ như Rick Kid vừa rồi là rất nhiều sân sàn họ họ PM, họ kêu là quảng cáo cho các kiểu, đúng không ạ? Hợp tác các kiểu thì lúc đó lại làm gì nữa? Lúc đó các bạn leo lên một cái bậc nữa là bậc số 2. Và cuộc đời trader sẽ leo lên tầng bậc, tầng bậc, tầng bậc, tầng bậc. Ở ngoài á thị trường rất là nhiều, ông admin rất là ngộ. Dạy cho học viên hay dạy dạy cho các bạn học viên giỏi rồi, thấy các bạn học viên lên làm admin cái lại không vui, không thích, họ không hiểu. Cái đó là quy luật, chúng ta không chống cự được, chúng ta không thay đổi được. Bởi vì cái quy luật là từ thằng player này sau khi mất tiền, mất uy tín, mất danh dự, mất các kiểu, mất nhà, mất cửa, mất vợ, đeo lên được trader, còn đam mê lên được trader rồi, tự động đeo lên được cái bậc thứ ba, teacher hay là leader, dần dần sau nhiều năm, ok, leo lên bậc broker, broker hay miner, thấy không ạ? Và leo lên đừng có dạy mà leo lên bậc băng cơ, bạn sẽ bị vặt lông, bạn sẽ bị xử. Bởi vì cái bậc bậc băng cơ này không dành cho vị thế của bạn, chỉ có nhà nước làm việc thôi. Cho nên ai hỏi Bitcoin có cấm hay không, tôi nói các bạn nhà nước không cấm đâu. Nếu như có một cái bản version thứ hai của Bitcoin mà nhiều người chơi mà mang về nhiều phí cho quốc gia thì đó là một cái điều tốt. Cái vấn đề là kiểm soát để thu phí hết. Nếu kiểm soát thu phí được thì đó là hợp pháp. Còn nếu như chúng ta giao dịch mà chúng ta không có đóng có giúp ích gì cho quốc gia thì đó là bất hợp pháp. Thế thì bản chất tài chính này là tiền, tiền và tiền. Nhớ nha. Nhớ cái này nha. Hãy nhớ thật kỹ cái đó. Tại vì nếu như sau này chúng ta ra mà chúng ta vẫn còn suy nghĩ là à ở đây có cái dự án free ngon, kèo ngon các kiểu, chúng ta vào chúng ta sẽ bị mất tiền đấy. Tin cô đi. Đấy. Và đây là bốn cái nhà cái chính trong thị bất bất kể các thị trường. Thế thì chúng ta bốn cái nhà cái chính này bắt đầu. Buổi sau chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về hai cái mô hình nữa, có thể là tuần sau, thứ ba tuần sau, mỗi tuần như vậy. Thứ ba mình sẽ làm cái buổi Zoom, mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức mà cơ bản. Ngoài ra thì ngày thứ năm và thứ bảy thì sẽ có cái lớp online của các bạn đăng ký học bên online đấy, thì sẽ học về những cái giáo trình khác nữa. Còn thứ ba thì mình sẽ dành cho cộng đồng đấy. Nãy giờ chúng ta cũng đã chia sẻ hơn 1 tiếng 30 phút rồi, thì bây giờ cũng 9:30 rồi, có thể là tạm ngưng ở đây. Thì các bạn ở trong cái group 28 người này nè, 30 mấy người đấy, thì trong đó có khoảng 3 4 bạn bên lớp online, thì các bạn nhớ là cái nhiệm vụ chúng ta là sau buổi hôm nay chúng ta sẽ về, chúng ta thao tác về cái trading view là cái thứ nhất, cho nó quen, tức là chúng ta phải thao tác xong rồi xem cái biểu đồ nó phản ứng như thế nào với cái đường giá, với con chuột của chúng ta đang điều khiển nè, để chúng ta vẽ dần dần dần. Bởi vì buổi sau chúng ta sẽ học phân tích kỹ thuật, bắt buộc sẽ thao tác quen cái này, sẽ có nhiều cái rất là thú vị. Và cái thứ hai nữa là mỗi người phải có một cái quyển nhật ký giao dịch bằng sổ càng tốt, đừng có ý y bằng bằng điện thoại hay là bằng laptop. Mua một cái quyển sổ nhỏ bằng nhật ký giao dịch đi. Sau đó, bởi vì khi các bạn nghiêm túc thực hiện những cái việc đó thì sau một thời gian, sau không bao lâu lâu khoảng 1 tháng thôi, các bạn nhìn lại các bạn sẽ thấy level các bạn tăng rất nhiều. Mình sẽ chỉ những cái bí quyết, những cái rất là hay trên đó nhé. Ok, thế thì phạm vi của cái clip hôm nay ngày hôm nay ấy, anh em bên cái nhóm cộng đồng có câu hỏi nào các bạn có thể đặt câu hỏi trên đây.
mình sẽ trả lời. Chúng ta sẽ có khoảng 5 đến 10 phút cuối để chúng ta trả lời. Còn nếu không thì có thể là hẹn tuần sau. Mỗi tuần thì mình sẽ có một cái buổi thứ ba 8 giờ tối cố định lên đây cho mọi người trả lời bất kỳ các câu hỏi nào. Chỉ có riêng thậm chí các bạn hỏi về phân tích kỹ thuật tôi vẫn trả lời. Đối với tôi nó không phải là cái đáng để dạy, mà cái mà tôi dạy mà để thu tiền là cái hệ thống giao dịch, chứ tôi không 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 tính cái đó. Cho nên các bạn hỏi bất kỳ cái gì ngoài cái hệ thống giao dịch ra thì tôi trả lời cả. Đấy. Anh em trên group có cái câu hỏi nào trên đây không ạ? Đấy. Nãy giờ con vàng không biết bao nhiêu rồi nhỉ? Mình đang đánh forex đánh con vàng. Nãy giờ không để ý lên nhanh quá. Đây lúc nãy có một cái điểm sell đẹp quá quá trời đẹp ở trên cái ngưỡng EMA này, sell xuống là quá đẹp. Còn BTC Bitcoin. Bitcoin các bạn follow theo cái kênh Rick Hitch Trading này nhé. Các bạn admin ngoài mình ra thì sẽ có những cái có hai bạn admin nữa sẽ phân tích trên đây cho mọi người. Và hiện giờ Bitcoin đang có cái ngưỡng là khoảng 6.100 đến 6.400 đấy. Nhớ là cái ngưỡng đó sẽ có một cái lực xả rất là mạnh. Anh em ai mà mua thì chú ý thoát hàng trước cái ngưỡng đó, đó là lời khuyên. Tại vì có nhiều bạn PM riêng mình hỏi kèo các kiểu thật sự mình không có trả lời được. Tại vì sao? Tại vì lúc đó cái việc mà mình trả lời hướng dẫn cho các bạn ấy, nếu như mình trả lời thì đó là một cái kèo trade, nó dùng giống như một cái kèo trade mà tôi không thấy cái target, tôi không thấy cái KB mà chỉ thấy SL thôi. Tại vì nếu như cô có tư vấn đúng á thì cái cô cũng trả được cái gì cả, thấy không ạ? Mà nếu mà thị trường nó giật á mà sai á, thì cái cô mất là có thể là uy tín. Thậm chí có một số bạn không hiểu là phàn nàn các kiểu. Cho nên có một số bạn BM tôi hỏi kèo thì cô kêu là lên cái kênh channel chính theo dõi. Chứ cô không có cho riêng bất kỳ bạn nào. À, trừ khi các bạn học viên BM gì đó cả về mình phân tích kỹ, bởi vì họ đã được học những cái gọi là tẩy não, biết về cái thị trường tài chính này, biết về tâm lý rồi, cho nên họ hiểu cái vị thế của họ như thế nào các kiểu rồi. Đấy. Các bạn trong cái group hỗ trợ thì xem channel nhé, admin mới mới post một cái kênh bên 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 channel riêng cho mọi người đấy, về kênh về BKC. Còn group public thì cũng mới vừa post thì phải. Ok rồi, chúng ta anh em chúng ta không có câu hỏi nào nữa thì chắc tạm ngưng ở đây nhé. Bên cộng đồng thì sẽ hẹn vào 8 giờ 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Còn cái lớp online chúng ta sẽ có vào ngày thứ năm và ngày thứ bảy, tức là ngày mốt nữa. Thì anh em các bạn học viên cũ có thể tham gia lại, có thể muốn tham gia lại thì tham gia nghe lại tùy các bạn. Mình sẽ gửi cái đường cái Zoom ấy, cái đường link Zoom, các bạn chỉ click vào như hôm nay thôi là tham gia nhá. Ok, nếu không có câu hỏi nào nữa thì chúng ta bye nhé, bye mọi người đây nhé, hẹn các bạn vào tuần sau.